Xin chào tất cả anh chị và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán của Quang Dũng. Như những thường lệ, chúng ta gặp lại nhau vào tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu 8 giờ tối trên YouTube. Đầu tiên thì chúc anh chị em có những ngày tháng cuối tháng 3 thật là nhiều niềm vui, nhiều hân hoan. Cái thứ hai là xin chào đầu cầu Hà Nội. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ bảy tuần này 8 giờ 30 sáng. Cái thứ ba nữa đó là chúc cho anh chị em có một buổi tối xem live thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều ý nghĩa và mang lại được nhiều giá trị. Có lẽ là mình cũng xin phép mọi người rằng là thứ sáu này thì mình sẽ không lên sóng, tại vì đợt này thì sẽ ra ngoài Hà Nội. Chúc anh chị em nhiều sức khỏe, chúc mọi người đạt được thành công và chúc mọi người đầu tư trong năm 2024 thật là nhiều thuận lợi. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một chút về phương pháp đầu tư, chu kỳ đầu tư, cổ phiếu bán lẻ và cổ phiếu bất động sản dưới lăng kính góc nhìn đầu tư của Dũng. Rất là mong sẽ mang lại được nhiều góc nhìn gửi đến tất cả các anh chị em. Mọi người có thắc mắc, mọi người có câu hỏi, mọi người có chia sẻ gì có thể để lại trên đường kênh chat. Trước khi anh chị để lại một cái gì đó trên đường kênh chat, cho mình một like, một chia sẻ để có thể có nhiều nhiệt huyết hơn, lan tỏa những cái giá trị trong vấn đề về đầu tư trên thị trường chứng khoán. Anh Dũng hôm nào sẽ lên Hà Nội? Chắc là thứ sáu thì mình sẽ đáp vào Hà Nội. Ngày mai thì các nhân sự của mình sẽ ra trước, còn tụi mình thì sẽ ra sau một ngày. Rất là mong sẽ được giao lưu với các anh chị vào sáng thứ bảy mọi người ha. Vé mời thì chắc là mọi người cũng đã cầm hết rồi. Anh chị em nào mà đăng ký mà chưa có vé thì liên hệ trực tiếp với mình. Chưa nhận được vé thì liên hệ trực tiếp với Dũng. Số điện thoại của mình để trên cái đường chạy ở phía dưới màn hình đó anh chị. Hoặc là liên hệ với trực tiếp với là ba bạn trợ lý của Dũng mọi người nhé. Anh Dũng chốt lời Masan hay sao mà giá cổ phiếu giảm mạnh vậy? Không có đâu. Cho dù mình có chốt lời thì cổ phiếu nó cũng không giảm mạnh như vậy đâu anh chị em. Cái này thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích. Mua Thế Giới Di Động giá 40 sau khi nghe về chu kỳ tạo đáy của Dũng. Xin cảm ơn. Nếu mà giá 40 thì chắc là hiện tại lợi suất cũng khoảng tầm hơn 20%. Nhìn chung là khoảng tầm từ trước Tết đến giờ thì lợi suất khoảng tầm 20%. Nó là một mức lợi suất trung bình khá. Nhìn chung là được anh chị. Tụi mình cũng tính toán được rồi, lợi suất cao là khoảng tầm trên 30%. 20% đến 30% là lợi suất cũng được. Nó không phải là một mức lợi suất tồi đâu. Nghe lời bác Dũng Kinh Bắc chạy lời được 15%, không biết có nên chốt chưa? Trong góc nhìn của Dũng thì 15% nó không phải là vấn đề đâu anh chị em. Mọi người đầu tư chứng khoán á, nó có một cái như này nè. Lỗ nặng lắm. Hồi xưa mà mình mới vào chứng khoán anh chị, được có mấy triệu bạc thôi, lỗ mà có những cổ phiếu lỗ đến 65%. Năm 2022 thì nhiều anh chị em có những người lỗ đến nửa vốn. Thậm chí có nhiều anh chị em cháy margin luôn, cháy tài khoản. Thì á, chứng khoán nó cũng sẽ có hai mặt thôi. Nó mà xuống nó xuống mạnh lắm, mà nó mà lên nó mà lên mạnh lắm. Nên là 15% với chứng khoán nó không có bỏ bèn gì đâu anh chị em. Đặc biệt là trong bối cảnh tiền rẻ, lãi suất thấp và cả thị trường tài chính toàn cầu thì đang rất là hổ hển như này thì 15% nó không phải là một cái gì đó quá to tát đâu anh chị em nhé. Vinhome tạo đáy chưa Dũng ơi? Bình Minh giờ có mua được không Dũng? Dạ rồi, anh chị em nào có những câu hỏi, có những thắc mắc thì để lại trên đường kênh chat. Dũng trao đổi với mọi người xong thì mình sẽ trả lời một vài câu hỏi của anh chị em. Cho mình hỏi một chút là ngày hôm nay với mọi người thế nào? Cổ phiếu, góc nhìn, đầu tư. Giờ tài sản giá rẻ gì nữa anh Dũng ơi, tăng trưởng thôi. Cứ từ từ, nghe hết nội dung của ngày hôm nay cái đã. Làm gì mà vội vậy? Tăng trưởng thì vẫn có, mà tài sản giá rẻ thì vẫn sẽ có chứ. Ra Hà Nội nhớ thăm anh Minh Râu. Anh Minh Râu là anh nào anh chị em? Mình không biết. Tài khoản tăng nhẹ hôm nay. Chào rồi, cảm ơn mọi người nha. Anh chị em nào cho một like, một chia sẻ, nói chuyện cho phấn khởi, vui vẻ, xôm tụ. Tóm lại là thị trường chứng khoán mà lên thì chúng ta nói chuyện xôm tụ hơn chút, còn thị trường chứng khoán mà xuống thì hơi xìu xìu tí. Mình sẽ trao đổi với mọi người về chu kỳ tài sản giá rẻ. Cái vấn đề đầu tiên về chu kỳ tài sản giá rẻ, những cái thứ mà anh chị đầu tư trên cái màn hình của anh chị, mọi người thấy đó, nó đều đã từng là tài sản giá rẻ. kể cả chứng khoán, kể cả ngân hàng, kể cả xuất khẩu, kể cả khu công nghiệp, thì nó đều đã từng là tài sản giá rẻ. Và tất cả những loại cổ phiếu này đều đã từng nằm trong chiến lược đầu tư và phương pháp đầu tư tài sản giá rẻ của Dũng. Ở đây không biết anh chị em nào đã trải qua nhiều chu kỳ tài sản giá rẻ với nhiều các ngành nghề đồng hành với mình trong giai đoạn vừa rồi chưa? Ở trong cộng đồng tích sản, ở trong cộng đồng khách hàng của mình. Nhiều anh chị em có còn nhớ rất nhiều về những cái chu kỳ đi gom cổ phiếu trước khi mà cổ phiếu tăng giá bùng nổ không? Tại vì ở đó chúng ta đều đã từng là những người nắm giữ các loại cổ phiếu trong chu kỳ tài sản giá rẻ. Nó có nghĩa là gì? Khi mà mình nói về đồ rẻ và tài sản giá rẻ, nó không chỉ kéo dài một ngày, một tháng, mà nó phải tính bằng năm. Tức chúng ta đầu tư trong khoảng tầm 1 đến 1 năm rưỡi qua, nó đều là cổ phiếu trong chu kỳ tài sản giá rẻ. Anh chị hình dung giúp Dũng, một chu kỳ đầu tư và một phương pháp đầu tư, nó không chỉ tồn tại một tháng, nó cũng không phải chỉ tồn tại một quý, mà nó phải tính bằng năm. Trong cái phương pháp cổ phiếu giá rẻ, gom cổ phiếu giá rẻ và chu kỳ tài sản giá rẻ, nó cũng phải tính bằng năm. Cụ thể nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1,5 năm trong giai đoạn vừa qua. Cái vấn đề thứ hai, cái phương pháp đầu tư tài sản giá rẻ được hình thành khi nào? Mình thì mình làm chủ yếu về chiến lược đầu tư anh chị. Như mình thì mình chủ yếu mình làm về chiến lược đầu tư. Tại vì với góc nhìn của Dũng thì tư duy đầu tư là cái rất quan trọng và chúng ta sẽ định hướng được cái cách đầu tư trong những giai đoạn tới. Cái chu kỳ tài sản giá rẻ và đầu tư tài sản giá rẻ được hình thành trong quá trình đổ vỡ của nền kinh tế hoặc sau quá trình đổ vỡ phục hồi nhẹ của nền kinh tế. Mình sẽ nhấn mạnh lại, phương pháp đầu tư và chọn cổ phiếu giá rẻ được hình thành trong quá trình đổ vỡ của nền kinh tế, hình bên tay trái, và trong quá trình mới chớm phục hồi của nền kinh tế, bên tay phải. Ở bên tay trái của anh chị là chu kỳ kinh tế. Và cái chu kỳ kinh tế đó nó được hiện hữu rất rõ nét ở chu kỳ lãi suất. Lãi suất mà tăng tức là chu kỳ kinh tế đang nằm trong một pha xuống. Và lãi suất mà bắt đầu giảm thì chu kỳ kinh tế nó sẽ nằm trong một pha tăng. Cái thứ hai, cái phương pháp tài sản giá rẻ vẫn sẽ có và vẫn sẽ chọn được phương pháp này trong những giai đoạn ban đầu của nền kinh tế phục hồi. Ở bên tay phải của anh chị là chỉ số PMI, tức là chỉ số quản trị đơn hàng. Đây là một chỉ số tổng thể để đánh giá năng lực vận hành của một nền kinh tế trong một quốc gia. Và ở chỉ số này mọi người sẽ thấy rằng là cái chỉ số PMI trong khoảng tầm 2023 nó có những xu hướng phục hồi dần. Mức độ phục hồi của nó khá là nhẹ nhàng. Tức cái chu kỳ tài sản giá rẻ nó nằm ở hai giai đoạn. Một là tạo đáy của nền kinh tế và hai là sự phục hồi từ từ chậm chạp của nền kinh tế. Đó là hai cái góc nhìn của tài sản giá rẻ. Cái vấn đề thứ ba, đặc tính của cổ phiếu tài sản giá rẻ thì chúng ta phải cần quan tâm cái gì? Nó sẽ có 3 đặc điểm chính của một tài sản giá rẻ. Cái đặc điểm đầu tiên là cổ phiếu trong một chu kỳ tài sản giá rẻ đó, nó là một sự luân phiên. Tại sao Dũng phân ra làm 3 dạng cổ phiếu? Tại vì những ngành nghề này nó sẽ luân phiên trong một chu kỳ kinh tế. Ở đây mình ví dụ với anh chị, cái bức hình bên tay phải của anh chị nó sẽ rõ nét hơn về ngành. Ở đây Dũng đang nói về cấu trúc của ngành. Và mọi người sẽ thấy các ngành nghề này nó đều tạo ra các câu chuyện của sự phục hồi của nền kinh tế. Bây giờ mình ví dụ như là ngành tài chính, Dũng ví dụ như là ngành xuất khẩu, mình ví dụ như là ngành sản xuất năng lượng, hoặc mình ví dụ như là ngành bất động sản. Thì tất cả các ngành nghề này đều đóng vai trò ở một giai đoạn nào đó của chu kỳ kinh tế. Và cái sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế nó không xuất phát ở tất cả các ngành nghề, mà nó chỉ xuất phát ở một vài ngành nghề trọng điểm và sau đó lan tỏa sang các nhóm ngành nghề khác trong một pha phục hồi từ từ. Ở đây anh chị hình dung cho Dũng này, tại sao mình nói rằng là đặc tính đầu tiên của chu kỳ tạo đáy và tài sản giá rẻ là sự tăng giá luân phiên. Nó không phải là sự gia tăng giá đồng loạt, mà nó là sự gia tăng giá luân phiên ở các nhóm và ngành nghề. Nó đại diện cho một chu kỳ kinh tế nằm trong một pha xuống và một pha phục hồi. Và trong quá trình phục hồi của nền kinh tế, nó sẽ là sự phục hồi chậm, sự phục hồi từ từ và được hậu thuẫn ở một vài nhóm ngành nghề chuyên biệt. Đó chính là cái đặc tính đầu tiên của sự luân chuyển các nhóm ngành nghề trong những giai đoạn ban đầu của chu kỳ kinh tế. Thì nó là đặc tính của tài sản giá rẻ. Khi nãy mình nói tài sản giá rẻ nó hình thành trong quá trình đổ vỡ và nó hình thành trong quá trình phục hồi chậm của nền kinh tế. Và đặc tính của sự phục hồi chậm của nền kinh tế là gì? Là sự luân phiên phục hồi ở các nhóm ngành nghề trong cái chu kỳ đó. Ví dụ anh chị, mình sẽ chứng minh cho mọi người những góc nhìn như vậy. Tại sao Dũng nói về sự luân phiên? Chu kỳ tài sản giá rẻ là sự luân phiên của các ngành nghề. Nó cũng sẽ là sự luân phiên tăng giá của các nhóm cổ phiếu. Bây giờ mình ví dụ với anh chị là chu kỳ tài sản giá rẻ nó phát triển đầu tiên là ở đâu? Là ở nhóm ngành nghề về tài chính. Ở những nhóm ngành nghề về tài chính và ở những nhóm ngành nghề về vận tải là sự khởi đầu của một chu kỳ kinh tế đó. Thì ở đây trong cái giai đoạn đầu tiên thì chu kỳ tài sản giá rẻ được phát triển giá ở các loại cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính. Ví dụ anh chị là tháng 4 năm 2024 là chu kỳ tăng giá sẽ bắt đầu. Nhưng tại sao cái thời điểm đó các nhóm ngành nghề khác không tăng giá? Và mãi cho đến thời điểm của giữa năm 2023 thì những nhóm ngành nghề liên quan đến vận tải và những nhóm ngành nghề liên quan đến xuất khẩu thì chu kỳ tăng giá của nó mới bắt đầu. Ngay cả thời điểm hiện tại của đầu năm 2024 cũng thế thôi anh chị. Rất nhiều các nhóm ngành nghề nó đã tạo đáy đi lên và nó đã không còn là tài sản giá rẻ. Nhưng vẫn còn rất nhiều các nhóm ngành nghề nó vẫn đang ngụp lặn và đi tìm chu kỳ kinh tế mới của các nhóm ngành nghề này. Đó là đặc tính đầu tiên của một chu kỳ tài sản giá rẻ được hậu thuẫn ở sự liên tục thay nhau tạo đáy của các nhóm ngành nghề và các loại cổ phiếu nó cũng sẽ như vậy. Đó là cái đặc tính đầu tiên của chu kỳ tài sản giá rẻ, sự luân phiên tăng giá. Cái vấn đề thứ hai, cái sự luân phiên này là do ngành đúng chưa? Ngành mà nó nằm trong một xu hướng tăng của nền kinh tế đó thì các ngành nghề nó sẽ tăng. Còn ngành mà nó nằm trong một pha phục hồi chậm của nền kinh tế anh chị, nó chỉ phục hồi ở một vài nhóm ngành nghề chuyên biệt trước thôi, rồi sau đó mới là lan sang các sự phục hồi của các nhóm ngành nghề khác. Cái đặc tính thứ hai, tại sao gọi là chu kỳ? Khi nãy Dũng nói rằng chu kỳ tăng giá của cổ phiếu nó kéo dài không phải chỉ là một tuần và một tháng, thì cái chu kỳ tích lũy của cổ phiếu nó cũng không chỉ kéo dài một tuần và một tháng. Đồ rẻ anh chị, mọi người có thể đo lường và tính toán được. Nhưng chu kỳ giá rẻ là anh chị không thể tính toán được. Tại sao Dũng nói như vậy? Mọi người nhìn bên tay phải giúp Dũng, đây là định giá theo giá trị tài sản của các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành sắt thép. Ở đây mà anh chị em nào mà đã từng đầu tư với mình thì có lẽ mọi người rất quen với cổ phiếu của Hòa Phát. Và thực tế đây cũng là một trong những cổ phiếu mang lại lợi nhuận tốt nhất trong khoảng tầm năm 2023. Bước sang năm 2024 thì tỷ suất lợi nhuận của cái cổ phiếu này và của ngành nghề này nó sẽ khiêm tốn hơn. Nhưng mà năm 2023 thì cái lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu thép nói chung và Hòa Phát nói riêng anh chị cũng thuộc dạng là top đầu trên cái thị trường chứng khoán. Nhưng mà cái đó không phải là vấn đề. Cái vấn đề ở đây mọi người nhìn giúp Dũng đó là định giá của cổ phiếu. Định giá của cổ phiếu Hòa Phát trong năm 2023 nó rơi vào giai đoạn vùng thấp nhất của doanh nghiệp, dưới một lần giá trị tài sản của doanh nghiệp. Nhưng không phải là dưới giá trị tài sản của doanh nghiệp là cổ phiếu nó tăng ngay. Bên tay trái của anh chị là diễn biến giá cổ phiếu của cuối năm 2022 và năm 2023. Tức cái thời điểm đó là thời điểm doanh nghiệp này bị định giá rất rẻ. Nhưng mọi người sẽ thấy giá cổ phiếu đi ngang liên tục trong khoảng tầm nửa năm. Và sau đó nó mới bước vào chu kỳ tăng giá. Ý của Dũng ở đây đó là gì? Cái đặc tính thứ hai của chu kỳ tài sản giá rẻ, một khi nó chưa bước vào pha tăng giá thì cái chu kỳ tích lũy của cổ phiếu nó sẽ kéo dài rất lâu. Khi nãy mình có phân tích với anh chị về chu kỳ ngành tài chính trước khi pha tăng giá, nó cũng đã phải tích lũy khoảng tầm từ 3 đến 6 tháng. Cổ phiếu trong lĩnh vực ngành xuất khẩu trước khi bước vào chu kỳ tăng giá nó cũng phải kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Và cái cổ phiếu Hòa Phát này trước khi bước vào chu kỳ tăng giá của nó cũng đã giao dịch dưới giá trị trong vòng nửa năm. Người ta gọi là chu kỳ giá rẻ. Đó chính là lý do tại sao Dũng làm cái nội dung ngày hôm nay với lĩnh vực ngành bán lẻ và với lĩnh vực ngành bất động sản. Cái đầu tiên, khi đầu tư vào chu kỳ tài sản giá rẻ, cổ phiếu nó sẽ không phải là cổ phiếu tăng ngay, tại vì nó chưa bước vào pha tăng giá. Trên đây là biểu đồ cổ phiếu trong lĩnh vực ngành bán lẻ, cụ thể là Thế Giới Di Động. Và cái doanh nghiệp này trong 3 quý gần nhất lợi nhuận không có. Mình phân tích với anh chị nhé. Trong 3 quý gần nhất, lợi nhuận của doanh nghiệp không có. Và giá cổ phiếu tích lũy tạo đáy trong khoảng tầm hơn nửa năm nay, gần 1 năm nay. Hay ví dụ anh chị là cổ phiếu trong lĩnh vực bất động sản, thì 2 năm nay bất động sản, các doanh nghiệp phải làm sao đó bán tài sản để mà xử lý trái phiếu và cấu trúc vốn, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, thì chắc chắn là lợi nhuận sẽ không có. Thì chu kỳ tài sản giá rẻ nó là vậy, nó diễn ra trong một khoảng thời gian, giá cổ phiếu tích lũy trong một khoảng thời gian, người ta gọi là chu kỳ giá rẻ. Còn khi nào giá tăng lên thì nó sẽ hết rẻ. Cái đó là đặc tính thứ hai. Tích lũy tăng lên nó cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Thì khi bước vào cái chu kỳ tăng giá của cổ phiếu cũng thế thôi, trước đó nó cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Bán lẻ cũng thế, bất động sản cũng thế. Đó là đặc tính thứ hai của các loại tài sản giá rẻ. Hồi xưa tụi mình đi đầu tư cũng thế thôi anh chị. Có những cái thương vụ đầu tư nắm chắc lắm. Ví dụ với anh chị là Techcombank, tài sản của nó cũng rất rẻ, nhưng mà gom cổ phiếu trong vòng nửa năm thì giá cổ phiếu không tăng, rất ngán ngẩm. Có những thời điểm mình gặp được rất nhiều cổ đông mà thậm chí là cổ đông sáng lập trong hệ thống ngành ngân hàng. Thì anh chị đủ biết, những cái người sáng lập thành viên trong các doanh nghiệp ngân hàng, người ta rất hiểu lĩnh vực ngân hàng, người ta cũng cực kỳ ngán ngẩm với Techcombank. Tại vì thời điểm đó là các chỉ số của Techcombank được coi là một trong những cái ngân hàng có chỉ số đẹp nhất trong hệ thống ngành ngân hàng, kể cả nợ xấu, mà kể cả NIM, kể cả ROE và ROA. Nhưng giá cổ phiếu cũng nửa năm không tăng, trong khi thời điểm đó thì cổ phiếu chứng khoán tăng liên tục. Và từ đó đến giờ thì giá cổ phiếu tăng ít nhất cũng phải 50% trong khoảng tầm 3 tháng qua. Đó là đặc tính của các loại tài sản giá rẻ. Nó đi ngang và tích lũy trong một khoảng thời gian cũng khá là dài đó. Cái đặc tính thứ tư, cái quan trọng nhất, một là nó rẻ, và thứ hai là phải có chất xúc tác đủ lớn để cho làm giá cổ phiếu phục hồi. Ở trên thì Dũng có phân tích với anh chị á, một cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng giá đó anh chị, thì nó cũng không phải chỉ tăng một tuần và một tháng. Có những cổ phiếu nó đã tăng khoảng tầm 1 năm trở lại đây, có nhiều cổ phiếu nó cũng đã tăng khoảng tầm 6 tháng trở lại đây, và tăng liên tục trong khoảng tầm từ 6 cho đến 12 tháng. Chu kỳ tăng giá nó cũng kéo dài chứ không phải là ngắn, và nó cần một chất xúc tác đủ lớn. Ở trên đây đó là biểu đồ của hoạt động kinh doanh của các ngành nghề trong năm 2023. Và mọi người chú ý giúp Dũng cái cột cuối cùng. Cái cột cuối cùng tức là gì? Mức so sánh tăng trưởng so với cùng kỳ. Tức là chúng ta lấy hệ giá trị của năm 2023 và so với hệ giá trị của năm 2022. Thì mọi người sẽ thấy một điều là gì? Gần như các ngành nghề đều có sự phục hồi của doanh thu và lợi nhuận. Ví dụ anh chị, cổ phiếu công nghệ. Ví dụ với mọi người, y tế. Ví dụ với anh chị, tài chính. Cụ thể là gì? Chứng khoán, dịch vụ, viễn thông, hàng tiêu dùng, thiết yếu, năng lượng, nguyên vật liệu, sản xuất. Gần như tất cả các ngành nghề đó đều có sự phục hồi về lợi nhuận so với lại một cái nền thấp của năm 2022. Đó là chất xúc tác đủ lớn để cho cổ phiếu giá rẻ bước vào một cái pha, người ta gọi là pha tăng giá. Và như khi nãy mọi người có nói, bây giờ mà nói về tài sản giá rẻ cái gì nữa? Bây giờ chúng ta phải nói về chu kỳ tăng trưởng. Mọi người nói đúng. Tại vì mọi người sẽ thấy xác suất để cho các doanh nghiệp trong một lĩnh vực, ví dụ viễn thông công nghệ, ví dụ tài chính chứng khoán, bước vào một cái pha tăng trưởng là sẽ cao. Nhưng vẫn sẽ có những nhóm ngành nghề chưa bước vào cái pha tăng trưởng đó, thì nó vẫn đang nằm trong phương pháp của tài sản giá rẻ. Tức là tài sản giá rẻ trong giai đoạn hiện tại là vẫn còn, không nhiều thôi, vẫn còn. Đó là cái ba đặc tính. Một, sự luân phiên phục hồi của các nhóm ngành nghề trong bối cảnh kinh tế từ từ phục hồi. Hai, chu kỳ tích lũy của cổ phiếu trước khi bước vào pha tăng giá. Ba, pha tăng giá cần một chất xúc tác đủ lớn, và chất xúc tác đó nó phải nằm ở hoạt động kinh doanh. Đó là ba đặc tính của chu kỳ tài sản giá rẻ. Vậy thì tại sao ngày hôm nay Dũng nói về bán lẻ và Dũng nói về bất động sản? Và Dũng đảm bảo với anh chị luôn, đây sẽ là hai ngành nghề cuối cùng trong chu kỳ tài sản giá rẻ. Gần như là cái phương pháp của tụi mình nó đã đi song song đồng hành và mang lại hiệu quả trong khoảng tầm 1 năm rưỡi qua. Và Dũng nghĩ một cái kết đẹp nhất của một phương pháp sẽ là một thời điểm tất cả các nhóm ngành nghề không còn đồ rẻ. Và cho nên hiện tại gần như bán lẻ và bất động sản sẽ là hai ngành nghề cuối cùng trong cái chu kỳ tạo đáy hoặc trong cái chu kỳ tài sản giá rẻ. Tại sao Dũng lại nói như vậy? Cái vấn đề đầu tiên nó nằm ở chất xúc tác. Như khi nào mình nói cổ phiếu rẻ thì mình đo lường được. Khi nãy Dũng có phân tích với anh chị về định giá cổ phiếu của Hòa Phát và Hoa Sen Nam Kim đúng không ạ? Và định giá của nó rất rẻ. Nhưng mà giá cổ phiếu đi ngang khoảng tầm nửa năm. Và đặc tính tại sao giá cổ phiếu đi ngang trong vòng nửa năm mặc dù định giá của nó vẫn rất rẻ là vì lợi nhuận của nó vẫn đang ngụp lặn và nó vẫn đang tìm đáy lợi nhuận. Thế thì bán lẻ cũng thế mà bất động sản cũng thế. Đặc tính ở thời điểm hiện tại tại sao các mô hình kinh doanh đó vẫn được coi là định giá rẻ? Là vì cái lợi nhuận của họ chưa có. Mọi người nhìn vào cái biểu đồ mọi người sẽ thấy từ đầu năm 2023 cho đến cuối năm 2023, nếu mà so sánh với lại cái hệ giá trị kinh doanh so với lại một cái nền của năm 2022 ấy chị, thì gần như ngành bất động sản này tê liệt. Đấy chính là cái chất xúc tác để khiến cho định giá của các ngành nghề này vẫn rẻ. Trong bối cảnh rất nhiều các ngành nghề khác đã tăng, thậm chí có những ngành nghề đã tăng vượt đỉnh so với lại năm 2022. Tất cả nó đến từ lợi nhuận. Và tại sao Dũng lại chọn các mô hình kinh doanh lợi nhuận chưa có, mà Dũng lại không chọn các mô hình kinh doanh lợi nhuận đang có? Tất cả nó nằm ở bài toán xác suất thôi. Tại sao Dũng nói bài toán là bài toán xác suất? Nó dựa vào đặc tính của chu kỳ tài sản. Bây giờ chúng ta đang ở đầu tư ở đoạn nào? Chúng ta đang đầu tư ở đoạn phục hồi kinh tế. Vậy thì chúng ta đang đầu tư ở đoạn cuối phục hồi hay là đầu phục hồi kinh tế? Chúng ta đang đầu tư ở đoạn đầu phục hồi kinh tế. Mà ở giai đoạn đầu phục hồi kinh tế thì sao? Các nhóm ngành nghề nó sẽ luân phiên nhau phục hồi đi lên. Tức là khi mình đặt một cái trọng số kinh tế phục hồi thì xác suất cao là ngành và nghề sẽ luân phiên nhau phục hồi. Như khi nãy chúng ta phân tích về chu kỳ kinh tế đó, thì ngành nào phục hồi trước? Tài chính, vận tải. Những ngành nghề nào phục hồi sau? Sản xuất, năng lượng. Những ngành nghề nào phục hồi tiếp tục? Dịch vụ, vận tải, hàng không, thiết yếu, vân vân. Nói chung là một mô hình, một nền kinh tế mà nó có sự phục hồi ấy, thì xác suất cao là gần như tất cả các ngành nghề trong nền kinh tế đó sẽ phục hồi. Không sớm thì muộn. Ngành nào phục hồi sớm, cổ phiếu tăng trước. Ngành nào phục hồi trễ, cổ phiếu tăng sau. Ngành nào phục hồi cuối, cổ phiếu sẽ tăng cuối cùng. Đó chính là lý do tại sao mình không cố gắng chọn một cái gì đó đang quá đẹp. Mình cố gắng chọn một cái gì đó đang chưa đẹp, gom, và khi đẹp suy nghĩ thời điểm bán cổ phiếu. Đó là góc nhìn thứ hai. Góc nhìn thứ ba, nó vấn đề của đầu tư là gì? Nó có hai trường phái đầu tư. Trường phái đầu tư tăng trưởng là mua cao bán cao hơn. Trường phái đầu tư giá trị là mua cổ phiếu giá thấp, bán cổ phiếu giá cao. Còn với mình giá trị hay tăng trưởng nó nằm ở phương pháp. Như cái này mình nói, đồ rẻ là gì? Là cổ phiếu chưa thể hiện trên giá cổ phiếu. Và mình biết là nó rẻ. Trong một chu kỳ này là chu kỳ gì? Chu kỳ tạo đáy. Chu kỳ tạo đáy lợi nhuận, chu kỳ tạo đáy doanh thu. Thì dựa vào cái ba tiêu chuẩn và tiêu chí như vậy. Thứ nhất, chưa tạo đáy lợi nhuận. Cái thứ hai, giá cổ phiếu chưa tăng. Và cái thứ ba, đang nằm trong một pha phục hồi của kinh tế. Thì xác suất cao các ngành và nghề nó sẽ thay nhau phục hồi. Mọi người không tin đúng không? Cái báo cáo tài chính quý 1 này, báo cáo tài chính quý 2, anh chị sẽ cảm nhận được rất rõ nét các ngành nghề có sự phục hồi. Lý do tại sao? Ở đây, nó dựa vào một cái nền thấp thôi. Ví dụ với mọi người đầu tư vào các ngành nghề, ví dụ như là ngành công nghiệp. Anh chị nhìn giúp Dũng, cái tốc độ tăng trưởng của nó so với lại năm 2022 là bao nhiêu? 123%. Tại sao lại có một con số tăng trưởng mạnh như vậy? Là vì cái nền của năm 2022 rất thấp. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta đầu tư bước sang năm 2024. 2024 là một cái năm mà rất nhiều ngành nghề có một cái bức tranh kinh doanh trong năm 2023 phục hồi mạnh. Có nghĩa là gì? Nó sẽ tạo ra áp lực tăng trưởng cho năm 2024. Nhưng mà với những ngành nghề như bán lẻ hoặc bất động sản đi, mọi người nhìn trên biểu đồ mọi người sẽ thấy 2023 nó không có một kết quả kinh doanh tốt so với năm 2022. Mặc dù 2022 cũng là một năm rất là khó khăn với bất động sản. Có nghĩa là gì? Cái nền của năm 2024 để so sánh với năm trước anh chị là nó sẽ nhẹ gắn hơn rất nhiều. Và giá cổ phiếu đi theo cái gì? Sự phục hồi lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Chứ giá cổ phiếu nó không đi theo cái giá trị tuyệt đối của lợi nhuận của một doanh nghiệp, một cổ phiếu. Đấy, thì từ ba góc nhìn như vậy, đây gần như là những nhóm cuối cùng trong chu kỳ tài sản giá rẻ. Đó là góc nhìn của Dũng để giới thiệu với anh chị về cách thức chúng ta có thể tham gia. Cuối cùng, một phương pháp đầu tư thì nó phải có tính hiệu quả. Trước khi mình nói về phương pháp và hiệu quả của phương pháp thì mình chốt một vấn đề như sau: bán lẻ và bất động sản. Thì khi chúng ta nói về bán lẻ và bất động sản, chúng ta cần chú ý cái gì? Cái thứ nhất, trong lĩnh vực ngành bất động sản, ở góc bên tay phải của anh chị, mọi người chú ý giúp Dũng về định giá. Tại sao mọi người chú ý giúp Dũng về định giá? Khi nãy có một bạn hỏi mình đó, tại sao mà cổ phiếu DIG tăng nhiều hơn so với cổ phiếu của Nam Long và Khang Điền? Thì mình sẽ trả lời các bạn một cách ngược lại thôi. Một nhóm cổ phiếu sẽ có những cổ phiếu tăng trước và sẽ có những cổ phiếu tăng sau. Những cổ phiếu tăng trước đa phần đều là những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh trước thì giá cổ phiếu tăng trước. Bây giờ mình ví dụ ở ngoài Bắc là Nhà Từ Liêm, mình ví dụ ở trong nhà ngoài Bắc là Nhà Từ Liêm, Tài Chính Hoàng Huy, nhà ở xã hội. Ở trong Nam là gì anh chị? Nam Long và Khang Điền, chung cư. Thì những cái mô hình kinh doanh đó là những mô hình kinh doanh đang có dòng tiền, cho nên là gì? Giá cổ phiếu phản ánh trước. Khi giá cổ phiếu phản ánh trước thì sao? Cổ phiếu không còn rẻ, giá cổ phiếu tăng chậm lại. Nhưng mà những cái mô hình kinh doanh mà định giá còn rẻ, bây giờ ví dụ Phát Đạt Real này, Novaland này, Đất Xanh này, DIG này, Hodeco này, nhiều lắm anh chị. Có những cái mô hình kinh doanh nhỏ nhỏ thì mình sẽ phép mình không đưa vào đây, đặc biệt là đặc tính của Vinhome. Có những cái cấu trúc nó không, tụi mình không phân tích được, cho nên là tụi mình sẽ không dám đưa vào đây. Nhưng đại loại, khi mà tài sản của nó còn rẻ thì dòng tiền người ta sẽ trực chờ. Có những nhà đầu tư người ta sẽ cảm thấy rằng không đúng phương pháp thì người ta sẽ không vào. Nhưng mà vẫn có rất nhiều nhà đầu tư người ta cảm nhận được đó là một phương pháp thì người ta sẽ vô. Nó được thể hiện rất rõ trên dòng tiền của giá cổ phiếu mọi người nha. Cái vấn đề thứ hai, khi anh chị đầu tư vào cổ phiếu bán lẻ, đặc tính của cổ phiếu bán lẻ thì không nhìn vào tài sản, mà cổ phiếu bán lẻ mọi người phải nhìn vào vòng quay doanh thu lợi nhuận. Thì ở đây anh chị có thể coi giúp Dũng về biểu đồ của doanh thu và lợi nhuận của Thế Giới Di Động và Masan, thì mọi người có thể tìm được các điểm chuyển đổi. Và khi mà một cổ phiếu nó bước vào một cái điểm chuyển đổi, tức là lợi nhuận của nó bắt đầu có và bắt đầu phục hồi, thì doanh nghiệp này nó sẽ bắt đầu vô một quá trình, đó là gì? Chu kỳ tăng giá của cổ phiếu, và đồ rẻ của nó sẽ không còn. Cho nên là anh chị em quan tâm lĩnh vực bán lẻ, anh chị em quan tâm lĩnh vực bất động sản, thì mình tin cũng sẽ có những lựa chọn cho mọi người từ đây cho đến cuối năm. Tóm lại, đây cũng là một trong những cái phương pháp đầu tư vào những danh mục đầu tư quan tâm cho khoảng tầm 6 tháng đầu năm. Nó cũng rất tốt. Anh chị có thể quan sát thêm với những nhà đầu tư nào mà đang còn cầm tiền, đang còn loay hoay, đang còn không biết là nên mua hay nên bán, hay là đang còn cảm thấy phân vân giữa việc là thị trường chứng khoán có vượt 1.300 điểm hay không. Rồi lỡ như bán 1.300 điểm rồi, bây giờ thị trường chứng khoán nó như thế này thì phải làm thế nào? Thì Dũng cũng nghĩ phương pháp đầu tư như thế này nó cũng là một trong những cái chất xúc tác tốt, lựa chọn tốt cho anh chị 6 tháng đầu năm. Cái yếu tố cuối cùng là khi mình nói về tài sản giá rẻ, những anh chị em nào đã từng là những người đầu tư và đồng hành với mình thì mọi người sẽ hiểu cái phương pháp và kết quả của nó. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình tin cũng có rất nhiều anh chị em là những nhà đầu tư mới, hoặc là những nhà đầu tư mới tiếp cận cái phương pháp đầu tư của mình, mới biết mình, thì mọi người sẽ còn nghi ngờ về cái phương pháp đầu tư này. Tại vì trên thực tế ở thị trường chứng khoán bây giờ nó có quá nhiều lựa chọn. Mình thấy cổ phiếu nào cũng đẹp hết. Mọi người nhìn vào biểu đồ kỹ thuật đó, Dũng thấy là cổ phiếu nào cũng đẹp hết. Bây giờ cổ phiếu chứng khoán cũng đẹp, cổ phiếu ngân hàng cũng đẹp, cổ phiếu bất động sản cũng đẹp, cổ phiếu xuất khẩu cũng đẹp, cổ phiếu đầu tư công mấy bữa nay cũng thấy đẹp. Mình nhìn rằng là thấy cổ phiếu nào nó cũng đẹp hết. Nhưng mà thực sự á, trong tất cả các loại cổ phiếu như vậy anh chị, nó đều có phương pháp của nó cả. Mọi người không cần phải tìm cổ phiếu nhiều đâu, anh chỉ cần tìm phương pháp trước thôi, rồi mọi người mới dùng cổ phiếu để làm phương pháp. Thì bây giờ ví dụ anh chị bán lẻ hay bất động sản đúng không? Thế thì cái phương pháp đầu tư ở thời điểm hiện tại là gì? Đồ rẻ. Vậy thì hãy coi thì coi tính hiệu quả của phương pháp là như thế nào. Như cái này mình phân tích với anh chị, cái phương pháp này mình đã đầu tư 1 năm rưỡi nay rồi. Và mình tin là những cái nhiệt huyết chia sẻ của mình cho anh chị trong rất nhiều thời gian, nó đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho anh chị rồi. Thế Giới Di Động 20% lợi nhuận, hay như là Kinh Bắc 15% lợi nhuận, hay như là Nam Long Khang Điền 20-30% lợi nhuận. Thực ra nó chỉ là vô vàn các loại cổ phiếu mà chúng ta đã đồng hành với nhau 1,5 năm nay. Nhiều anh chị em đã đồng hành với mình rất là thành công. Hòa Phát cũng đã đồng hành rất là thành công trong giai đoạn ban đầu của chu kỳ giảm lãi suất với lại bất động sản và chứng khoán. Cũng đã rất thành công với cổ phiếu trong lĩnh vực ngành xuất khẩu, cổ phiếu ngành bán lẻ. FRT chúng ta đã gom từ giá 55 đến 60.000. Và nếu như ai cầm từ đó đến giờ thì lợi nhuận của mọi người đã 200 đến 300% rồi. Đúng không? Tức là chúng ta đã vô vàn có nhiều sự thành công của cái phương pháp đầu tư giá rẻ rồi. Vấn đề là có cầm được không thôi. Hóa chất Đức Giang này, DRC này, Cảng Hải An này, Hòa Phát này. Ngân hàng thì gần như tất cả các loại cổ phiếu này, chứng khoán này, bất động sản này, vô vàn cổ phiếu. Chúng ta đã đồng hành với nhau, vô vàn cổ phiếu. Và tất cả mọi thứ đó là gì? Là sự luân chuyển của lợi nhuận trong một pha phục hồi từ từ của nền kinh tế. Và chu kỳ tài sản giá rẻ từ đó nó bắt đầu hình thành. Và phương pháp từ đó nó mới bắt đầu được hình thành. Vấn đề thứ hai, cái được nhất của mình không nói về bao nhiêu phần trăm lợi nhuận. Có nhiều anh chị đồng hành nửa gánh thì lợi nhuận của mọi người một nửa. Có những anh chị đồng hành với mình trong một khoảng thời gian dài thì lợi nhuận của mọi người cao. Thậm chí có nhiều anh chị từ đó đến giờ vẫn cầm cổ phiếu thì lợi nhuận của nó sẽ rất cao. Nhưng Dũng nghĩ nó không nằm ở con số. Mà mình nghĩ cái phương pháp nó nằm ở cách mình đối diện với thị trường chung á. Ví dụ, trong một cái thị trường chung, cái phương pháp đầu tư này đã đồng hành với anh chị em 1,5 năm nay rồi. Và không hề nói gì về thị trường chứng khoán chung. Tức là Dũng cũng không hề nói với anh chị là chứng khoán nó sẽ lên bao nhiêu, chứng khoán nó sẽ giảm bao nhiêu, và thị trường chứng khoán nó sẽ vô pha nào, thị trường chứng khoán sẽ lên được bao nhiêu điểm. Theo mình thì thị trường chứng khoán có khả năng lên nữa không? Rồi nhiều chuyên gia nói rằng là thị trường có thể vượt 1.500 điểm trong cuối năm nay. Vấn đề nó không nằm ở điểm số, và chúng ta không dùng thước đo để điểm số để đầu tư chứng khoán. Tức là phương pháp chọn đồ rẻ nó đã song song 1,5 năm nay. Và trong 1,5 năm qua chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều sự đổ vỡ to nhỏ của thị trường chứng khoán chung. Cái phương pháp mà mình cho rằng nó tốt nhất và được hữu hiệu nhất để làm cho nhà đầu tư chủ động nhất là chúng ta không đoán. Chúng ta không đoán là 1.200 điểm nó có phải là kháng cự để bán hay không. Chúng ta cũng không đoán 1.300 điểm nó có phải là kháng cự để bán hay không. Mà mình tin là rất nhiều anh chị em trong giai đoạn hiện tại, mọi người đều có những cái suy nghĩ riêng. Có những suy nghĩ thì nói rằng thị trường chứng khoán sẽ lên. Nhiều chuyên gia sẽ nói là lên 1.500 điểm. Có những suy nghĩ sẽ nói rằng là chạm kháng cự thì mọi người nên chốt. Chốt để làm gì? Chốt để chờ thị trường có vượt được kháng cự hay không. Nó có quá nhiều suy nghĩ trong cách đầu tư. Nhưng mà phương pháp chu kỳ tài sản giá rẻ nó không hề nói cho anh chị biết là thị trường chứng khoán bao nhiêu sẽ đạt đỉnh. Và chúng ta đầu tư như thế nào với điểm số của thị trường chung. Mà chúng ta đầu tư xuyên suốt trong 1,5 năm qua với một triết lý rất đơn giản như sau. Khi mà đồ rẻ nó còn tràn lan đó chị, mọi người nhắm mắt, mọi người mua cổ phiếu nào cũng được. Bây giờ ví dụ như là chu kỳ đầu tiên nó bắt đầu từ thị trường tài chính đi, thì giá cổ phiếu sẽ bắt đầu tăng. Thì về bản thân đồ rẻ là gì? Đồ rẻ là tập trung vào giá trị. Mà khi mà nó chưa tăng thì mình gom. Khi mà cổ phiếu đã tăng và vượt qua giá trị của nó rồi thì sao anh chị? Vượt qua giá trị là bao nhiêu? Rất đơn giản thôi anh chị. Một cái cổ phiếu mà nó tăng từ 30 đến 50% thì xác suất cao là nó sẽ không còn rẻ. Bây giờ ví dụ giá cổ phiếu 20.000 mà nó tăng lên đến 30.000 thì xác suất cao là cổ phiếu sẽ không còn rẻ. Khi mà cổ phiếu không còn rẻ thì làm sao anh chị? Nhiều phương pháp sẽ là mua cổ phiếu giá lên. Nhưng mà đầu tư chu kỳ tài sản giá rẻ thì sao? Mua những loại tài sản chưa tăng. Như khi nãy mình phân tích, tại sao chứng khoán nó tăng từ tháng 4? Nhưng mà xuất khẩu bán lẻ nó tăng đến tháng 6. Xuất khẩu bán lẻ cảng biển vận tải tháng 6 nó mới bắt đầu tăng. Tức là đồ tăng rồi thì không mua nữa và đi mua cổ phiếu chưa tăng. Và trong giai đoạn hiện tại thì anh chị em cũng sẽ thấy 10 ngành nghề trên thị trường chứng khoán á, thì 8 ngành nghề nó đều đã tăng hết trơn rồi. Chỉ còn đúng 2 ngành là bán lẻ và bất động sản. Gần như là những ngành nghề cuối cùng trong chu kỳ này thôi. Và về nguyên tắc đơn giản thôi anh chị. Thị trường chứng khoán nó có lên thì nó sẽ có giảm. Và cái sự tăng giá giảm giá đó nó đến từ các loại cổ phiếu đã tăng trưởng. Còn những cổ phiếu chưa tăng giá, mặc nhiên thị trường có lên thì cổ phiếu không tăng, mà thị trường có xuống thì cổ phiếu cũng không giảm. Đấy chính là lý do tại sao mà vượt qua được rất nhiều sự biến động của thị trường. Thì Dũng nghĩ cái phương pháp đạt được là cái đó. Là cái mình đi được, là cái mình định hướng được. Trong 1,5 năm qua, nhiều anh chị em đầu tư và chúng ta không cần cố gắng đoán cái thị trường và điểm số của nó. Mình nghĩ đó là cái được nhất của một phương pháp. Còn kết quả thì mình tin rằng mọi người sẽ tự cảm nhận, mọi người cũng sẽ tự có kết quả. Còn anh chị em nào mà tin phương pháp và triết lý thì biết đâu đó bán lẻ và bất động sản sẽ là những cái điểm đến cuối cùng trong cái phương pháp đồ rẻ. Trên đây là những quan điểm và cái cách mình đầu tư. Hy vọng sẽ mang lại được nhiều góc nhìn gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư. Mình sẽ đi qua một vài cái kết quả dựa vào cái phương pháp đồ rẻ như vậy. Ví dụ anh chị đây là một cổ phiếu. Cái cổ phiếu này là cổ phiếu ngân hàng quân đội. Và cái chu kỳ bắt đầu tham gia cổ phiếu này là tháng 10 năm 2022. Tức là lúc đó là thị trường đang cold margin. Mình nhớ lúc đó là lúc mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành ngân hàng đang đối diện một cái rủi ro rất lớn. Đó là sự rút ròng của nhà đầu tư cá nhân khỏi tiền gửi tiết kiệm và trái phiếu trên toàn bộ hệ thống ngành ngân hàng. Không biết là mọi người còn nhớ những cái sự kiện như vậy trong tháng 10 năm 2023 hay không? Thì cái đầu tư của mình là tập trung vào định giá. Thời điểm đó thì mình chọn hai cổ phiếu. Một là Ngân hàng Quân đội, mức giá là 14.000. Và thứ hai là CTG. Lý do đơn giản thôi là hai cái doanh nghiệp này là hai cái doanh nghiệp định giá được coi là rẻ nhất trong giai đoạn đó. Tại sao MBB được coi là định giá rẻ? Là vì họ mắc 10.000 tỷ cho Novaland vay. Và chính vấn đề đó nó làm cho giá cổ phiếu chiết khấu rất là sâu so với các doanh nghiệp khác. Thì giá cổ phiếu của nó cũng bắt đầu phục hồi và bước vào chu kỳ tăng giá. Thì cái doanh nghiệp này bước vào chu kỳ tăng giá nó rơi vào khoảng tầm tháng 8 năm 2023. Và từ đó đến giờ thì giá cổ phiếu liên tục tăng. Thì mình nghĩ nó cũng là một trong những kết quả rất tương xứng. Đây không phải là cổ phiếu tăng nhiều nhất, tại vì trong chu kỳ vừa rồi thì rất nhiều cổ phiếu tăng nhiều hơn. Nhưng mà mức độ tăng giá của cổ phiếu nó cũng không ít đâu anh chị em. Nó cũng phải tính bằng cũng gần gấp đôi đấy. Hay là mới đây nhất thôi, cũng là cổ phiếu trong lĩnh vực ngành ngân hàng, thì chắc mọi người đã quá quen. Cái chu kỳ tài sản giá rẻ của Techcombank thì nó kéo dài phải tầm gần 1 năm. Và pha tăng giá của cổ phiếu thì nó mới chỉ cách đây khoảng tầm 3 tháng thôi. Và hiệu suất đầu tư trong vòng 3 tháng qua của nhiều anh chị em nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 40 cho đến 50%. Mình nghĩ 40 đến 50% mà chỉ đầu tư trong khoảng tầm từ 3 đến 6 tháng nó là một kết quả không tồi đâu anh chị. Đặc biệt là những nhà đầu tư nào mà đầu tư với cấu trúc vốn lớn thì cái kết quả lợi nhuận này nó không hề tồi một chút nào cả. Đấy. Nên là mình nghĩ rằng là phương pháp này nó có nhiều giá trị. Anh chị em có thể tham khảo thêm để mà tìm kiếm và định hướng cho mình trong giai đoạn tới. Mình sẽ trả lời một vài câu hỏi của anh chị. Mình đã theo dõi Dũng cầm được cổ phiếu tăng 40% từ đầu năm. Mới hết quý 1 thôi nhưng mà tăng nhanh quá và không quen. Thực ra là ngoài cái yếu tố về phương pháp ra thì nó có còn một yếu tố nữa, đó là sự may mắn. Cái sự may mắn thì nó cũng đến từ sự tính toán, nhưng mà nó không thể nào mà chắc chắn được. Bây giờ mình ví dụ với anh chị, trong một xu hướng, trong một chu kỳ tài sản giá rẻ đó, thì cái chất xúc tác làm cho cái giá cổ phiếu tăng mạnh là cái lợi nhuận. Nhưng mà để tính toán là cái lợi nhuận của doanh nghiệp khi nào phục hồi thì mình chỉ ước chừng được thôi. Bây giờ mình ví dụ với anh chị về cái chu kỳ của Techcombank đi. Nó không phải là cổ phiếu may mắn, tại vì tụi mình ước chừng là cái lợi nhuận của Techcombank nó sẽ phục hồi vào khoảng tầm 6 tháng cuối năm 2023. Rẻ thì vẫn rẻ thôi. Nó sẽ phục hồi lợi nhuận vào khoảng tầm 6 tháng năm 2023. Nhưng mà phải cho đến đầu năm 2024 thì may ra cái lợi nhuận của Techcombank mới phục hồi. Tức là các yếu tố về hiệu suất của đầu tư nó còn phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn. Và như anh nói rằng là 40% lợi nhuận trong vòng 1 quý, thì mình nghĩ rằng một phần là phương pháp đúng, một phần nữa là sự may mắn. Và trong một chu kỳ tăng giá của cổ phiếu thì 30% thời gian là cổ phiếu sẽ tăng mạnh, còn 70% thời gian còn lại là cổ phiếu sẽ tích lũy. Thế cho nên rằng là đôi khi mọi người vô một cổ phiếu, một danh mục và lợi nhuận trong 1 quý tăng 40% thì một chút may mắn trong đó, còn lại là do năng lực của mọi người. Dũng ơi, HDC và Nam Long thì doanh nghiệp nào đang rẻ hơn? Mình cầm dài hạn. Nếu mà để nói về chu kỳ tài sản giá rẻ, nó sẽ có hai dạng để anh chị tính toán. Cái dạng đầu tiên là mọi người định giá giúp mình. Trong công thức về định giá thì nó vô chừng. Bây giờ ví dụ lấy cái giá trị tuyệt đối của một chỉ số để định giá thì Hodeco không rẻ. Thậm chí là Hodeco định giá sẽ không rẻ hơn so với Nam Long. Nhưng mà cái định giá của một doanh nghiệp nó cũng dựa vào quá khứ. Ở đây tụi mình đa phần tụi mình lấy định giá của quá khứ. Thì hiện tại thì Hodeco định giá rẻ hơn so với Nam Long. Ở đây mọi người nhìn giúp Dũng về biểu đồ của Nam Long và Khang Điền. Thì hai cái doanh nghiệp này cái dung sai tăng giá lợi nhuận chỉ dựa vào định giá nhé. là không cao. Tại sao mà những doanh nghiệp này định giá không cao? Đơn giản là vì giá cổ phiếu tăng nhiều thôi. Hai doanh nghiệp này gần như là hai doanh nghiệp tăng nhiều nhất trong cái chu kỳ vừa rồi của bất động sản, phục hồi nhiều nhất trong chu kỳ vừa rồi của bất động sản. Vấn đề thứ hai, để mà xác định được là cổ phiếu định giá rẻ hay không á, một là đến từ cái ước tính về định giá như vậy, hai là mọi người sẽ dựa vào cái quán tính của giá cổ phiếu thôi. Bây giờ mình ví dụ anh chị, trước khi tăng giá của cổ phiếu đi, ví dụ Techcombank giá trước đó của cổ phiếu là 60.000 một cổ, và cổ phiếu này vùng tạo đáy của nó là rơi vào khoảng tầm 30.000 một cổ. Thì đặc tính của một cổ phiếu được coi là rẻ, tại vì về bản chất chu kỳ tài sản giá rẻ là gì anh chị? Là đi mua cổ phiếu chưa tăng, đúng không? Thì bây giờ mọi người so sánh giúp Dũng các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, thì cái cổ phiếu nào trong chu kỳ vừa rồi tăng nhiều thì mặc nhiên nó sẽ không rẻ. Còn cái cổ phiếu nào trong chu kỳ vừa rồi nó tăng ít thì mặc nhiên là nó sẽ rẻ hơn. Đấy, nên là góc nhìn của mình dựa vào cả hai yếu tố á, thì Hodeco sẽ rẻ hơn, Đất Xanh sẽ rẻ hơn, DIG sẽ rẻ hơn, Novaland sẽ rẻ hơn. Đấy, Vinhome thì xin phép mọi người là mình không dám nói, nó phức tạp quá. Phân tích giúp em DRI nắm giữ hết quý 2 được không anh? Tạm thời thì chúng ta có thể quan sát thêm trong quý 1. Cổ phiếu này tăng cũng khoảng tầm 50-70% trong vòng quý vừa rồi. Và các doanh nghiệp ngành cao su kiểu gì lợi nhuận trong quý này cũng sẽ tốt, do giá bán cao su đang tăng. Các doanh nghiệp như DRI thì nó không còn là đồ rẻ nữa anh chị. Các loại đó là các loại cổ phiếu tăng trưởng. Anh Dũng ơi, QNS có dư địa tăng trưởng hay không? Có. Tăng trưởng không mạnh đâu. Ít nhất là ngành đường sẽ tăng trưởng không mạnh bằng ngành cao su. Nhưng mà thôi, cái đó thì bữa sau. Tụi mình làm cái talk show chiến lược đầu tư tăng trưởng xong thì tụi mình sẽ phân tích cho anh chị về phương pháp đó. Còn bây giờ tụi mình đang nói một vài cái phần còn lại của chu kỳ tài sản giá rẻ. Nên anh chị em hỏi mình về những vấn đề đó thì xin phép mọi người mình trả lời sau. Câu hỏi đầu tiên, mình đang cầm Novaland, Guild, MWG, VND. Thế thì có được coi là cổ phiếu tài sản giá rẻ hay không Dũng ơi? Đầu tiên mình sẽ phân tích với mọi người một chút về cổ phiếu của Guild đi. Cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu tăng nhiều nhất trên sàn chứng khoán trong 3 tháng qua. Cái này là mình phải khẳng định. Đây không phải là cổ phiếu tăng nhiều nhất, nhưng mà đây là cổ phiếu nằm trong top tăng nhiều nhất. Tại vì sao? Trong 3 tháng qua cổ phiếu này tăng gần 50%. Và cái doanh nghiệp này là cái doanh nghiệp không có gì ngon cả. Doanh thu của Guild giảm khoảng tầm 80% do mất đơn hàng của Amazon. Lợi nhuận của nó thì đang tạo đáy, phục hồi từ từ. Và cái chất xúc tác làm cho giá cổ phiếu tăng mạnh trong giai đoạn vừa rồi là gì anh chị? Là tỷ giá. Như cái này mình nói, cổ phiếu giá rẻ nó phải cần một chất xúc tác đủ mạnh. Chất xúc tác có thể đến từ hoạt động kinh doanh và chất xúc tác có thể đến từ một biến số của vĩ mô. Đợt vừa rồi anh chị em sẽ thấy rằng là cổ phiếu xuất khẩu tăng rất tốt đúng không ạ? Nhưng mà mọi người sẽ thấy là dựa vào cái lợi nhuận mang về thì mình khẳng định với anh chị là xuất khẩu dệt may là ngành nghề mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư nhất. Thực ra xuất khẩu dệt may không lợi nhiều nhất khi mà tỷ giá tăng. Xuất khẩu cá tra mới là xuất khẩu lợi nhất, xuất khẩu cá tra đầu gỗ mới là xuất khẩu lợi nhất. Nhưng mà có một cái là cổ phiếu trong lĩnh vực ngành xuất khẩu dệt may lại được định giá rẻ nhất. Và chỉ cần một chu kỳ tăng giá sương sương 3 tháng thôi thì cổ phiếu có thể tăng 50% là chuyện rất bình thường. Cái phương pháp đầu tư giá rẻ đôi khi mọi người sẽ cảm thấy khó đánh. Tại vì đánh rất mệt. Bây giờ ví dụ anh chị làm Masan đi. Ví dụ có những lúc lời được 15-20%. Chỉ trong vòng có hơn tuần. Nhưng mà khi mà cổ phiếu giảm thì anh chị cũng sẽ thấy là nó giảm rất là rát đúng không? Hoặc là Thế Giới Di Động đi, lợi nhuận được khoảng tầm 20%. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là cắt đi của cổ phiếu nó rất là rát đúng không? Tại vì nó chưa vô chu kỳ tăng giá. Nhưng mà những loại tài sản giá rẻ anh chị, đặc tính là giá vốn của anh chị sẽ thấp. Bây giờ mình ví dụ anh chị, những người nào cầm Guild, những anh chị em nào mà cùng tư duy với mình cách đây khoảng tầm nửa năm mà mọi người cầm Guild, mình đảm bảo với anh chị luôn tỷ suất lợi nhuận của anh chị đến bây giờ ít nhất là phải lời 30%. Có nhiều anh chị khoe với mình là lời đến 70%. Và mọi người hỏi mình là có bán hay không thì câu trả lời của mình là không. Và nếu có bán thì nó rơi vào khoảng tầm từ tháng 4 đến tháng 7 mọi người chốt là đẹp nhất. Đấy, tức là cổ phiếu giá rẻ đôi khi mình sẽ cảm nhận là nó khó. Nhưng mọi người thử cái phương pháp này thì mọi người sẽ bắt đầu nhận thấy một vấn đề là cái giá vốn của anh chị vào một cổ phiếu nó cực kỳ thấp. Và chỉ cần cổ phiếu đó bước vào một chu kỳ tăng giá sương sương 3 tháng thôi thì tỷ suất lợi nhuận của anh chị không hề tồi đâu. Mặc dù phân tích doanh nghiệp thì xấu như ma. Ngành dệt may được coi là ngành tệ nhất, tệ hơn cả đồ gỗ, tệ hơn cả xuất khẩu đá, thậm chí còn tệ hơn cả xuất khẩu cát tre. Nhưng mà bước vào chu kỳ tăng của nó thì lợi nhuận của anh chị sẽ tốt nhất. Trong những cái mô hình kinh doanh này á, thì mình nghĩ rằng Novaland là một trong những cổ phiếu định giá còn rẻ. Sau đó là Thế Giới Di Động, sau đó là Guild. Còn những doanh nghiệp như là VND thì định giá sẽ không rẻ. Guild định giá ở thời điểm hiện tại nó cũng không rẻ. Rẻ nhất là Novaland. Câu hỏi thứ hai, tài sản giá rẻ đều đã tăng hết một đoạn rồi và bây giờ hãy chờ qua mùa chốt lời sẽ tối hơn đúng không anh? Thậm chí là cái mùa chốt lời cổ phiếu là một trong những cái mùa mà mọi người cần quan tâm trong giai đoạn hiện tại. Bữa sau đi, khi nào mà phù hợp thì mình sẽ chia sẻ với anh chị. Đoạn này thì thị trường nó đang còn hăng quá cho nên là cũng chưa có nói sâu về cái mùa chốt lời. Nhưng mà cái cổ phiếu giá rẻ đó, bản chất của cổ phiếu giá rẻ là gì? Khi chưa bước vào chu kỳ tăng giá thì lợi nhuận của anh chị sẽ không có, thì cái mùa chốt lời nó sẽ không xảy ra. Bây giờ ví dụ anh chị cổ phiếu bất động sản hay cổ phiếu bán lẻ đặc tính của nó chưa tăng thì cái mùa chốt lời nó nằm ở đâu? Cái mùa chốt lời thường nó sẽ nằm ở các doanh nghiệp đã tăng giá, chứ đồ rẻ nó sẽ không có tăng giá, cho nên là mùa chốt lời nó sẽ không có nhiều ý nghĩa. Mọi người hình dung ví dụ nha, cổ phiếu nào mà tăng khoảng tầm 50 đến 100% á thì cái mùa chốt lời nó sẽ có nhiều ý nghĩa. Còn cái cổ phiếu nào nó chỉ tăng 5 đến 10% á thì cái mùa chốt lời nó sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vấn đề thứ hai, mọi người nói đúng là tài sản giá rẻ đã không còn nhiều nữa rồi, thì bây giờ hãy thay đổi phương pháp. Thì tất nhiên thay đổi phương pháp thì tụi mình mới làm cái talk show về chiến lược tăng trưởng. Nhưng mà rẻ thì vẫn còn. Và tại sao chúng ta không khai thác nốt những cái ngành nghề cuối cùng trong chu kỳ này? Nó là một ý tưởng cho anh chị thôi. Có thể là danh mục đầu tư của anh chị nó sẽ bắt đầu thay đổi, nhưng mà cái phương pháp này nó vẫn còn tồn tại. Và cổ phiếu nằm phù hợp với tiêu chuẩn này nó vẫn còn, thì chúng ta vẫn còn đầu tư. Nên là anh chị quan tâm thêm thì mọi người có thể đưa ra những ý tưởng này cho những cái giai đoạn tiếp theo từ 3 đến 6 tháng tới. Mình nghĩ nó cũng không phải là một ý tưởng tồi đâu. Đấy, còn những cái cổ phiếu mà nó đã bước vào chu kỳ tăng giá của nó rồi thì mọi người cứ tuân thủ nguyên tắc thôi. Ha, không phải vội, không mua không bán vội. Khi mà đã đúng rồi thì phải cầm. Cầm thì cầm lâu nhất có thể. Mình thì mình nghĩ rằng là một chu kỳ đầu tư của anh chị thì cũng không cần phải quá nhiều cổ phiếu đâu. Mặc dù mình biết là cái thị trường chứng khoán này thì ngày nào cũng sẽ có kể cho mọi người nghe về rất nhiều cổ phiếu. Ví dụ như ngày hôm nay thì là cổ phiếu trong lĩnh vực ngành hóa chất, đúng không? CSV tăng trần nè, nhiều cổ phiếu lắm, nhiều cổ phiếu trong tập đoàn hóa chất. Những ngày trước thì là khu công nghiệp, những ngày trước thì là bất động sản, những ngày trước thì là chứng khoán. Nhìn chung là thị trường này mỗi ngày nó sẽ có mỗi câu chuyện. Nhưng mà quan điểm của mình rất đơn giản thôi, là trong đầu tư mà để thành công anh chị không cần phải nhiều câu chuyện đâu, chỉ cần một câu chuyện thôi. Và chúng ta nhiều chuyện ở một câu chuyện là đủ rồi. Không cần phải nhiều chuyện ở nhiều cổ phiếu đâu. Cái điểm nóng thứ hai trong vài ngày trở lại đây sau VND. Vấn đề về VND thì mình cũng nói với anh chị rồi đúng không ạ? Mọi người bình tĩnh một tí. Đầu tiên là chia buồn với anh chị em đang dùng ở hệ thống của VND. Cái thứ hai là mọi người kiên nhẫn thêm một tí. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là giao dịch thỏa thuận và giao dịch bất thường cổ phiếu của Masan. Ở đây có anh chị em nào cầm Masan đâu? Mình tin là cũng có rất nhiều. Thực ra Thế Di Động và Masan nó đều nằm trong chiến lược cổ phiếu giá rẻ của mình. Và đây cũng gần như là hai cổ phiếu cuối cùng trong chu kỳ ngành bán lẻ thôi. Cổ phiếu bán lẻ nào đáng để quan tâm thì nó đều đã tăng hết rồi. Còn những mô hình kinh doanh này thì nó sẽ là những mô hình kinh doanh cuối cùng. Thì mọi người nói về vấn đề là giao dịch thỏa thuận của Masan. Thì tại sao mà cái doanh nghiệp này nước ngoài bán mạnh vậy? Ngày hôm nay thì bán khoảng tầm gần 40 triệu cổ. Thì mình chia sẻ với anh chị luôn là tổng mức bán của Masan trong cái chu kỳ này là 71 triệu cổ. Và sẽ bán trước ngày 31 tháng 3. Tức là hôm nay là thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Thì trong hai ngày đó thì sẽ bán nốt anh chị. Bán như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà theo thông tin mình tính toán được thì sẽ bán khoảng tầm 71 triệu cổ phiếu. Và đây là cái hoạt động cấu trúc của quỹ. Đánh giá tốt xấu như thế nào đó thì xin phép mọi người là sau khi mà hoạt động xong cơ cấu của quỹ thì chúng ta đánh giá tiếp. Còn ở thời điểm hiện tại thì giá cổ phiếu nó đi theo các vấn đề của quỹ và mức giá thỏa thuận của các quỹ đầu tư mọi người ha. Còn với phương pháp của mình thì mình đã giới thiệu với anh chị rồi. Làm chứng khoán thì nói thiệt với mọi người là cái cơ hội để mà chọn cổ phiếu thì nhiều lắm, nhưng mà cái phương pháp mình nhất quán á, thì mình sẽ đi với nó đến cùng thôi. Ví dụ như là năm vừa rồi rất là thành công với các doanh nghiệp, bất động sản cũng có, chứng khoán cũng có, ngân hàng cũng có, xuất khẩu cũng có, thậm chí là bán lẻ cũng có. Thì khi đã thành công ở một vài đầu tư, một vài thương vụ đầu tư với cái phương pháp này á, thì nó nhất quán á. Tức là tính cách của mình nó được thể hiện, nó được rèn luyện thông qua những cái thương vụ đầu tư trong quá khứ. Nên anh chị em hỏi mình là lời được vài phần trăm thì có bán hay không, thì câu trả lời sẽ là không. Nên là ngay cả Masan hoặc là Thế Giới Di Động thì mọi người cứ bảo mình là cho dù có chậm hoặc là lợi nhuận của nó như thế này như thế kia thì có bán hay không, thì như mình nói rồi, trong một chu kỳ rẻ thì nó sẽ lên, nó sẽ xuống, nó sẽ lên, nó sẽ xuống, sẽ rất là mệt mỏi. Nhưng mà trong một chu kỳ tăng đó, 3 tháng cổ phiếu có thể tăng 50%. Nên là phương pháp mọi người chọn, mọi người phải nhất quán. Nhất quán là nó nằm ở vấn đề này. Khi đã chọn cổ phiếu bước vào pha tăng trưởng. Bây giờ ví dụ cổ phiếu nào bước vào pha tăng trưởng, ví dụ anh chị ngành dầu khí đi, hoặc là ví dụ với mọi người ngành cảng biển đi, Gemadept đi, đúng không? Nó là doanh nghiệp pha tăng trưởng. Thì đặc tính của pha tăng trưởng là gì? Lên, chỉnh, lên, chỉnh, lên, chỉnh. Tức là cái nhất quán của mình, phương pháp đầu tư đó là gì? Mua cao bán cao hơn, mua cao bán cao hơn. Còn cổ phiếu nó bước vào chu kỳ tài chính rẻ là gì? Nó đi ngang, rớt, đi ngang, rớt, đi ngang, rớt. Khi mà bước vào chu kỳ tăng trưởng á, chu kỳ mà giá cổ phiếu tăng á chị, lợi nhuận nó bắt đầu phục hồi á, thì mọi người phải cầm được nhiều cổ phiếu nhất có thể. Phương pháp là phải nhất quán. Còn đừng có mà thấy cổ phiếu kia mua lên, mua lên, mua lên, mà thấy cổ phiếu này mua không lên, mua không lên là mọi người chuyển. Là cái phương pháp nó không nhất quán. Nên là đó là lý do tại sao mình nói cổ phiếu thì nhiều, phương pháp là cái quan trọng. Anh cho em hỏi cổ phiếu của Guild thời điểm hiện tại thì có nên chốt hay không? Cái vấn đề đầu tiên là bất kỳ cổ phiếu nào cũng thế, kể cả đồ rẻ hay kể cả đồ mắc, kể cả đồ giá rẻ hay là kể cả đồ tăng trưởng, thì về bản chất là không bao giờ bán cổ phiếu trong một xu hướng tăng. Cái này mình nghĩ rằng là nhiều người sẽ chỉ cho mọi người, không phải chỉ mỗi mình đâu. Mọi người nghe mình nhiều thì mọi người sẽ hiểu, nhưng mà mọi người nghe nhiều người khác thì mọi người cũng sẽ cùng quan điểm như vậy. Tức là gần như là tất cả các cuốn sách mà mình đọc đó chị. Bây giờ ví dụ anh chị là cái talk show của mình ngoài Hà Nội đi, tụi mình cũng đọc dựa vào 5 cuốn sách. Và tụi mình xây dựng cái phương pháp đầu tư là dựa vào những yếu tố đó. Thì trong cả 5 tác giả đi trước về đầu tư, không có một tác giả nào nói về vấn đề giao dịch nhiều trên thị trường. Tất cả các tác giả trong đầu tư đều nói rằng mua cổ phiếu và cầm cổ phiếu, nó vừa giải quyết được bài toán quản trị rủi ro, nó vừa giải quyết được bài toán tối đa hóa lợi nhuận. Trong cái talk show của Thành phố Hồ Chí Minh á, thì cũng có một bạn hỏi mình về cách để tối đa hóa lợi nhuận trong đầu tư. Và bạn ấy nói rằng là tối đa hóa lợi nhuận bằng sử dụng đòn bẩy tài chính thì cần chú ý đến cái gì? Thì trong cái buổi talk show đó mình cũng đã nói thẳng luôn, tối đa hóa trong lợi nhuận là nắm cổ phiếu lâu nhất có thể. Mà một khi càng sử dụng đòn bẩy tài chính là phải càng nắm lâu nhất có thể. Cái cổ phiếu này mình không biết khi nào nó sẽ hết tăng. Nhưng mà về nguyên tắc cổ phiếu bước vào pha tăng giá, đừng bao giờ suy nghĩ vấn đề về bán cổ phiếu. Giá cổ phiếu tăng dựa vào 30% thời gian, 70% thời gian trước đó nó có thể bước vào một pha giảm hoặc trong một pha tích lũy. Nhưng chỉ cần nó bước vào pha tăng giá, mọi người phải cầm được nhiều nhất có thể và cầm lâu nhất có thể. Đó là nguyên tắc của thành công. Vấn đề thứ hai, mọi người hỏi như này, tại vì mình đầu tư vào chu kỳ tài sản giá rẻ rất lâu rồi, rất nhiều rồi, thì mình nắm được một cái nguyên tắc như sau. Cổ phiếu giá rẻ, đặc tính của cổ phiếu giá rẻ nó có một cái chất lượng kinh doanh không phải là vượt trội. Mọi người hình dung nhé, mua cổ phiếu giá rẻ nó có một chất lượng kinh doanh không phải là vượt trội. Bây giờ ví dụ Novaland này, Phát Đạt Real này, Đất Xanh này, DIG này, tất cả những doanh nghiệp này có một đặc tính chung là quỹ đất lớn ở vùng ven chưa có khả năng chuyển đổi, tức là chưa có khả năng tạo ra được nhà ở cho người ta mua để ở, mà đa phần nó là nghiệp vụ về đầu tư. Thì đa phần những mô hình kinh doanh đó nó không phải là mô hình kinh doanh vượt trội. Cổ phiếu của Guild cũng thế. Mọi người nhìn vào doanh thu và lợi nhuận của Guild, mọi người sẽ thấy doanh thu lợi nhuận giảm 80% vì mất đơn hàng của Amazon. Nên là chu kỳ tài sản giá rẻ đó, các loại tài sản này rất khó có thể vượt đỉnh. Mình khẳng định luôn, những mô hình kinh doanh chu kỳ tài sản giá rẻ đợt này cực kỳ khó để vượt đỉnh. Những mô hình kinh doanh tốt như là chứng khoán này, cảng biển này, dầu khí này, hay là khu công nghiệp này, thì những mô hình kinh doanh đó đang tiệm cận đỉnh và vượt đỉnh, tức là nó tốt. Còn những mô hình như bất động sản, xuất khẩu dệt may hoặc là bán lẻ, nó không tốt. Nó không tốt và nó không vượt trội được. Thì nó chỉ ở một ngưỡng nào đó sẽ có người khác chốt lời. Ở đây ví dụ anh chị mình tạm coi cái ngưỡng dưới và ngưỡng trên là biên độ của Guild đi. Thì mọi người có thể áp dụng để mọi người đưa ra được một cái điểm mua và đưa ra một cái điểm bán. Và về nguyên tắc của mình á, là mình sẽ không bán khi cổ phiếu đang tăng giá. Mình chỉ bán khi cổ phiếu phá vỡ xu hướng. Mình nhấn mạnh lại nhé, mình không bán khi cổ phiếu đang tăng giá. Và mình chỉ bán khi cổ phiếu phá vỡ xu hướng. Mình không bán được ngay đỉnh, nhưng mình sẽ bán được khi cổ phiếu qua đỉnh từ 10 đến 15%. Chắc là mọi người hiểu. Nên là thứ nhất thì chúc mừng mọi người đang cầm cổ phiếu. Cái thứ hai là chúc anh chị trọn vẹn được với một thương vụ đầu tư. Để hiểu được trong đầu tư thì phương pháp là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của anh chị trên thị trường chứng khoán. Mình xin cập nhật lại với anh chị một chút về tình hình talk show ở Hà Nội. Thì cái thứ nhất là địa điểm làm talk show ở Hà Nội là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Địa chỉ cụ thể thì mình xin phép là mình không cập nhật ở đây. Cái chương trình của tụi mình thì nó sẽ gồm thời gian bắt đầu rơi vào khoảng tầm từ 7:30 cho đến 8:30. Khung thời gian này là khung thời gian mà anh chị em mà rảnh á, thì mọi người lên trước, hoặc anh chị em ở tỉnh mà mọi người lên á thì mọi người lên. Thứ nhất là chúng ta giao lưu, nói chuyện. Cái thứ hai là chúng ta chụp hình. Tụi mình sẽ bắt đầu vào khoảng tầm 9 giờ. Và mình cũng trao đổi với anh chị em luôn là 9 giờ là tụi mình sẽ bắt đầu, tại vì sẽ sợ trễ cái chương trình. Cho nên là đúng 9 giờ là tụi mình sẽ bắt đầu. Nên là rất là mong anh chị em có thể sắp xếp chỗ ngồi, ổn định chỗ ngồi trước 9 giờ. Và cái chương trình của tụi mình thì nó sẽ có hai phần. Cái phần đầu tiên là phần nội dung trình bày của tụi mình thì kéo dài từ 9 giờ sáng cho đến khoảng tầm 10:30, tức là 1 tiếng rưỡi. Và chúng ta sẽ có 15 phút nghỉ giải lao. Mọi người có thể giao lưu, mọi người có thể chụp hình, hoặc là anh chị em có thể đặt câu hỏi. Và phần sau đó là phần mà trả lời các câu hỏi của anh chị về đầu tư, phương pháp đầu tư tăng trưởng và những cái gì mà mọi người quan tâm trong chu kỳ tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. VCG thuộc tài sản giá rẻ hay tài sản tăng trưởng về Dũng? VCG thì nó là thuộc tài sản tăng trưởng. Và nguyên tắc của sự tăng trưởng nó phải đến từ ngành. Mọi người sẽ để ý, mọi người tin ý, mọi người sẽ thấy là tại sao ngành đầu tư công trong đầu năm này khá là chậm. Tại vì số liệu tất cả mọi thứ đều đang chứng minh là cái ngành nghề này trong đầu năm nó chưa có gì mới. Và giá cổ phiếu tăng 5-7% đơn thuần là do tiền thôi. Bây giờ ví dụ là nhiều anh chị em cầm cổ phiếu Thế Giới Di Động lời được 20%, mọi người chốt. Hoặc ví dụ mọi người cầm cổ phiếu bất động sản, mọi người lướt xong sao mọi người lời được 15-20%, mọi người chốt. Thì tâm lý con người là chúng ta thường chốt một cái gì đó tăng giá và chúng ta mua một cái gì đó chưa tăng giá. Thì từ đó nó tạo ra một cái sóng. Đấy. Và mọi người thường hay tự cảm nhận là cái sóng này là sóng đầu tư công. Nhưng mà mình phải khẳng định với anh chị em luôn, cái đó là tiền. Còn tại sao mình khẳng định như vậy là vì mình chưa thấy được cái số liệu đầu tư công trong năm nay nó phục hồi một cách mạnh mẽ. Thì mình mới nói như vậy. Anh Dũng có dạy online không anh? Có nhé, tuần thứ 3 của tháng 4. Đây, tháng 4 tụi mình có 2 lớp. Lớp cơ bản 4 buổi, lớp thiết kế danh mục đầu tư cho quý tới 1 buổi. Tối thứ 3, năm thứ 7, chủ nhật. 2 lớp này chúng ta sẽ gộp chung trong 1 tuần. Vé talk show còn không anh? Xin lỗi mọi người là hết rồi anh chị. Anh chị em nào mà không đi được thì liên hệ với mình hoặc là liên hệ với các bạn trợ lý nhá. Đây, anh chị em liên hệ với các bạn trợ lý. Mọi người mà không đi được hoặc mọi người bận công việc của gia đình anh chị, công tác gì đó thì mọi người có thể liên hệ với các bạn trợ lý để các bạn có thể nhượng lại vé đó cho người khác nha. Nhìn chung là anh chị em nào không đi được thì mọi người nhường vé cho người khác. Tại vì cũng có rất nhiều anh chị em có liên hệ nhưng mà thú thực với mọi người là full bàn rồi, full ghế rồi. Nên là mọi người có quan tâm thì mọi người liên hệ với các bạn trợ lý. Biết đâu đó thì còn có một vài ghế cuối cùng thì sao? Câu hỏi rất hay. Sacombank không chi cổ tức. Vậy thì động lực nào cho Sacombank tăng giá nửa hạn? Có nên cầm tiếp cổ phiếu không? Cái đầu tiên là vấn đề cổ tức thì mình chưa có một cái công thức, chưa có một cái thông tin chính thức. Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Tức là cổ phiếu không tăng giá thì mọi người sẽ nghĩ rằng là cổ phiếu không chi cổ tức. Còn cái đó thì khi nào có hay không có thì chúng ta mới rõ. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái cổ tức nó sẽ làm cho giá cổ phiếu tăng trong một khoảng thời gian ngắn. Tức là nó là động lực trong ngắn hạn. Còn giá cổ phiếu thì nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh doanh. Tóm lại, mọi người mà đầu tư Sacombank thời điểm hiện tại thì tốt nhất là mọi người nên cho doanh nghiệp thời gian để xử lý tất cả những phần còn lại. Ví dụ, cái xử lý nhanh nhất ở thời điểm hiện tại là khu công nghiệp Phong Phú. Đấu giá đến thời điểm hiện tại thì mình tin là cũng sẽ sắp khớp thôi. Tại vì thị trường bất động sản trong Nam bắt đầu phục hồi từ từ rồi mọi người. Nên là trong một môi trường lãi suất rẻ thì các bất động sản nó sẽ bắt đầu khớp lệnh từ từ thôi. Cái thứ hai nữa là vấn đề về vốn cấu trúc cổ đông. Và cái vấn đề thứ ba mới là vấn đề cuối cùng là vấn đề tăng vốn. Thì mình nghĩ rằng là chu kỳ của Sacombank nó còn nha, nó còn chứ không phải nó không còn đâu, nó chậm thôi. Kiểu như anh chị em kỳ vọng mà năm nay tăng vốn mà năm nay không tăng được vốn thì tiền người ta rút bớt thôi. Nên là mọi người đầu tư thì mình tin là mình khuyên anh chị em là nên kiên trì và kiên nhẫn hơn một tí. Biết đâu đó thì mọi thứ nó sẽ bắt đầu ổn định hơn với doanh nghiệp trong một vài tháng tới. Đầu tư công đang trong chu kỳ gì anh Dũng ơi? Đầu tư công đang trong chu kỳ tích lũy và đang tìm động lực tăng trưởng. Nói về ngành đầu tư công nó cũng giống ngành chứng khoán thôi. Ngành chứng khoán là một cái ngành mà mình tin rằng là nó sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng sớm. Nhưng mà hiện tại thì tại sao ngành chứng khoán cái mức độ phân hóa của nó cao? Là vì doanh nghiệp nào tăng vốn được thì cổ phiếu tăng, còn doanh nghiệp nào chưa tăng vốn được thì cổ phiếu chưa tăng. Và đa phần cổ phiếu nó đang rơi vào tình trạng đó là tình trạng tích lũy chặt theo mô hình hướng lên. Tích lũy chặt theo mô hình hướng lên. Cái cấu trúc tích lũy chặt theo mô hình hướng lên là cấu trúc mạnh nhất. Ở đây mà nhiều anh chị em nào mà đầu tư trong thị trường chứng khoán mà dựa vào phân tích kỹ thuật và phân tích mẫu hình thì cái cấu trúc mà đẹp nhất theo cái cách nhìn của nhiều người là tích lũy theo mô hình hướng ngang. Tức là cổ phiếu đi lên xong cổ phiếu đi ngang. Hoặc là mọi người quen cái mẫu hình là tích lũy theo mô hình hướng xuống. Tức là đi lên xong rồi điều chỉnh xuống. Nhưng mà trên thực tế là trong tất cả các mẫu hình, tích lũy chặt theo mô hình hướng lên nó mới là cái mẫu hình mạnh nhất. Tại vì ở đó nó thể hiện sự kỳ vọng của nhiều người nhất. Còn chu kỳ tăng trưởng của ngành chứng khoán thì mình tin là không sớm thì muộn nó sẽ quay lại thôi. Lăn tăn hơn một tí đó là định giá cao quá. Nên là anh chị em mua cũng nhẹ tay một tí. Ngành ngân hàng còn động lực tăng giá không anh? Cái thứ nhất là tăng trưởng tín dụng. Nó mới chớm tăng trưởng thôi. Chu kỳ tăng trưởng mạnh của tín dụng nó chưa tới mà. Cái thứ hai, chu kỳ tăng vốn của ngành ngân hàng vẫn còn đó. Cái thứ ba, chu kỳ tăng giá của cổ phiếu mình vẫn thấy còn rất đẹp. Mọi người có thấy cổ phiếu nào không đẹp không? ACB tích lũy rất đẹp, MBB tích lũy rất đẹp, CTG tích lũy rất đẹp, BIDV tích lũy rất đẹp, Techcombank thậm chí không tích lũy, vượt luôn. VIB Bank tích lũy rất đẹp. Nhìn chung á, dựa vào vĩ mô này, tín dụng này, dòng tiền này, chạc này, định giá này, câu chuyện này, tăng vốn này. Tóm lại tất cả mọi thứ nó đều chỉ chứng minh một điều đó là xu hướng nó đang vẫn phát triển giá. Và anh chị em nếu mà trong một xu hướng phát triển giá này mình phân tích rồi, mọi người không cần phải thắng thua với ai đâu. Trong một xu hướng mà đang tăng giá thì quan tâm nhiều nhất là gì? Nắm lâu nhất có thể thôi. Mấy cổ phiếu rác chưa tăng cũng gọi là rẻ Hà Dũng. Thực ra mình đưa các cổ phiếu này vào nó không phải là rác đâu anh chị em. Cổ phiếu rác mình loại hết rồi. Đây này mọi người sẽ thấy đây. Cổ phiếu nào mà mình cảm thấy là nó có vấn đề thì mình đều loại hết rồi. Ví dụ Long Điền này, Sacombank Real này, thậm chí Vinhome mình cũng có đưa vào đó. Bán lẻ thì mình mọi người cũng biết rồi, toàn doanh nghiệp to. Tóm lại là nó không phải cổ phiếu rác đâu. Novaland ngày xưa cũng là doanh nghiệp to nhất trong bất động sản miền Nam mà còn gì, đúng không? Nó không phải là cổ phiếu rác đâu. Ai cầm May Sung Hồng, ai cầm Guild thì cảm ơn anh Dũng. Ai cầm GEG thì mua cổ phiếu cả năm nay không được gì. Mình nói rồi mà, cách đầu tư thì một chút trời độ. Kiểu trời chưa độ thì mọi người chưa ăn thôi. Chứ bây giờ Dũng hỏi anh chị em là bây giờ làm hết rồi, dự án làm hết rồi mà không hòa được lưới điện quốc gia thì bây giờ làm sao? Bây giờ đổ tội cho ai? Đổ tội cho chính phủ, đổ tội cho nhà nước hay đổ tội cho ông Dũng? Rồi sau này mà hòa được lưới điện quốc gia, cổ phiếu tăng rồi thì mọi người khen ai? Bây giờ mọi người khen thị trường, anh chị em khen nhà nước hay là anh chị em lại khen ông Dũng? Hay lúc đó quên ông Dũng luôn rồi? Khổ quá. Bao nhiêu cổ phiếu lên thì không nhớ, mua cổ phiếu không lên thì... Kinh Bắc mua mới được không em? Anh chị em phân tích kỹ thuật có thể chia sẻ một chút về điểm mua của Kinh Bắc không? Nếu mà tăng 15% rồi điểm mua chắc cũng không đẹp lắm đúng không? Như là DIG này, DIG là tăng cũng được khoảng tầm 15%. 15% thì điểm mua bây giờ nó cũng chưa đẹp lắm. Nếu mà nhìn dài thì cũng chả vấn đề gì anh chị. Nhìn ngắn thì nó không hợp thời thôi, không hợp lý thôi. Chờ tích lũy lại. Quan điểm của mình là nếu mà mọi người mua thì chờ tích lũy lại. Tích lũy chút chút. Ví dụ là 5-7 phiên. Tại vì thường quán tính mà một cổ phiếu tăng 15 đến 20% là nó phải chỉnh một nhịp. 5-7 phiên. Thép có những kỳ vọng gì lớn anh ơi? Em thấy thép là những cổ phiếu trong những giai đoạn cuối cùng. Thép không kỳ vọng gì lớn đâu anh chị em. Mọi người nhìn chạc thì mọi người sẽ thấy là nó tích lũy chặt đúng không? Và mọi người mua cổ phiếu đa phần, mình đảm bảo với anh chị em luôn là 10 người mua cổ phiếu thép bây giờ không nhìn vào vĩ mô. Nếu mọi người nhìn vào vĩ mô của thép mọi người sẽ không mua. Còn anh chị em mà nhìn vào dòng tiền thì chắc chắn là nó đẹp rồi. Tại vì thứ nhất là thị trường đang đẹp. Cái thứ hai là cổ phiếu tích lũy chặt. Nam Kim, Hoa Sen tích lũy rất chặt. Nhưng mà nếu như mọi người nhìn vào vĩ mô mọi người sẽ đồng ý với quan điểm của mình. Thứ nhất là giá thép không tăng. Cả toàn cầu và cả Việt Nam. Thứ hai là sản lượng chưa tăng trong nước. Nên là mọi người mua thì mọi người mua nhẹ tay nhẹ chân một tí. Và anh chị em mua thì mình khuyên mọi người là nên tập trung nghiên cứu hơn một tí. Tại vì ngành thép thứ nhất định giá không còn rẻ. Cổ phiếu lên á, thì chắc chắn là nó sẽ lên theo thị trường. Nhưng mà cổ phiếu lên thì nó sẽ không lên bằng mắt bằng so với thị trường. Nên là mua thì cũng nhẹ tay nhẹ chân lại một tí. Phân bổ tỷ trọng cho nó phù hợp. Tại vì mọi người biết sao không? Trong cái phương pháp đầu tư tăng trưởng á, cái quan trọng nhất không phải là chạc đẹp. Chạc đẹp đó chỉ là kết quả thôi. Cái quan trọng nhất của đầu tư tăng trưởng là giải thích giúp mình tăng trưởng vì cái gì. Bây giờ ví dụ anh chị hôm nay Hoa Sen Nam Kim tăng rất tốt đúng không? Bây giờ mọi người giải thích giúp Dũng. Hoa Sen và Nam Kim lợi nhuận cao khi nào? Khi giá thép cao đúng không? Mua bán chênh lệch giá mà. Nếu biến số đó có xảy ra, cho dù cổ phiếu nó tăng 10-15%, mọi người mua vẫn bình thường. Còn nếu mà biến số đó chưa xảy ra thì như khi nãy mình nói, nó với đầu tư công cũng như nhau thôi. Cả thị trường lên rồi thì nó phải lên theo thôi. Nhưng mà thứ nhất là nó lên theo là nó sẽ lên sau. Và cái thứ hai là mức độ tăng giá của lên theo nó không bằng mức độ tăng giá của các mô hình kinh doanh khác. Mọi người hình dung nhé. Lên theo thị trường là vậy. Ví dụ thị trường tăng 10% thì cổ phiếu tăng 10-15%. Còn mà một chu kỳ tài sản rẻ, bây giờ mình ví dụ cổ phiếu của Guild khi này đó, mọi người thấy không? Về bản chất nó không có gì hay cả, lợi nhuận của nó cũng không có cái gì gọi là lên kinh khủng khiếp cả. Nó chỉ được hậu thuẫn chút chút từ tỷ giá thôi. Số liệu xuất khẩu dệt may cũng phục hồi một chút chút thôi. Nhưng mà khi một lên trong chu kỳ 3 tháng nó lên đến 50%. Còn những cái mô hình kinh doanh mà lên theo thị trường thì sao anh chị? Nó chỉ tăng khoảng tầm 10% thôi. Mọi người bắt đầu hình dung rồi đúng không? Đấy, thì cái phương pháp là nó nằm ở sự tối ưu. Nó nằm ở sự tối ưu, tức là trong một chu kỳ tăng giá thì cái nào sẽ là cái tăng mạnh nhất? Thì như mình nói chỉ có hai khóm nhìn thôi. Một là đồ rẻ nhất và hai là đồ tăng trưởng mạnh nhất. Thế thôi. Còn những cái đồ khác á, đó là quán tính tăng theo thị trường. Anh chị em sẽ bắt đầu cảm nhận là mỗi ngày mọi người sẽ thấy một ngành nghề tăng đúng không? Ví dụ hôm qua là ngành dầu khí, hôm nay là ngành sắt thép, hôm trước là ngành ngân hàng, hôm trước nữa là ngành chứng khoán. Đó, hoặc là hôm nay là ngành bán lẻ. Mọi người thấy không? Tức là cổ phiếu nó đều luân phiên, tại vì thị trường chung nó lên nó sẽ như vậy. Nhưng mà phương pháp đầu tư là gì? Tối ưu. Tối ưu ở đây tức là sao? Trong chu kỳ tăng giá đó thì phương pháp đầu tư nào tăng nhiều nhất? Bây giờ ví dụ đầu tư tăng trưởng đúng không? Đầu tư tăng trưởng, Dũng hỏi anh chị này, tại sao cổ phiếu ngành cao su trong đoạn hiện tại là cổ phiếu tăng nhiều nhất? Nãy khi nãy có một anh nói về cổ phiếu DRI đó. Thì mình nói thì luôn anh chị là cổ phiếu DRI đó trong khoảng tầm 2 tháng trở lại đây tăng 50%. Tại sao? Tại sao Phước Hòa tăng 30%? Tại sao cao su Đồng Phú vượt đỉnh? Mọi người có hình dung được vấn đề không? Tức là tại sao ngành thép nó tăng 2% và thị trường chung cũng tăng 2%. Nhưng tại sao cổ phiếu cao su tăng 20%? DRC vượt đỉnh, cao su Đồng Phú vượt đỉnh, Phước Hòa đang tiệm cận đỉnh, DRI tăng đến gần 50%. Là vì cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cao su trong quý này kiểu gì cũng sẽ ngon. Đó là phương pháp. Còn tại sao mà cổ phiếu dệt may rồi tăng nhiều hơn so với các cổ phiếu khác? Rồi tại sao cổ phiếu bất động sản bước vào chu kỳ tăng thì nó tăng mạnh? Đó là vì nó rẻ, đồ nó rẻ, môi trường lãi suất nó thấp. Thì tới chu kỳ của nó thì nó sẽ tăng. Cộng hưởng một vài cái công văn. Ngày hôm nay thì mình tin là nhiều anh chị em cũng sẽ tiếp cận nhiều cái công văn hỏa tốc đúng không? Đó. Cái đặc tính của mỗi phương pháp là nó sẽ có mỗi vẻ như vậy. Đang lại Techcombank 43% gom 6 tháng theo anh Dũng. Chúc mừng bạn. Kiểu như đầu tư đợt này dễ kiếm tiền này. Mình thấy anh chị em nào lợi cũng cao, cũng to. Kiểu như là dễ kiếm tiền hay sao. Có tin Techcombank chia cổ tức 11 đúng không anh Dũng ơi? Thông tin thì chưa được kiểm chứng. Nhưng mà ở Việt Nam tin đồn thì thường hay đúng. Đợt này thì chắc là chúc mừng cổ đông của Techcombank rồi. Mùa này ăn to. Nếu cho phép các công ty chứng khoán lớn bảo lãnh cho các nhà đầu tư nước ngoài mua trước nộp tiền sau trong ngày, hai công ty đang được xem xét bảo lãnh là SSI và VND đủ điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài ký quỹ. Cảm ơn những cái thông tin của anh Thuận. Nếu mà để nói về ký quỹ giao dịch nước ngoài thì doanh nghiệp lợi nhuận nhất là HCM, tức là chứng khoán HSC. Doanh nghiệp thứ hai là SSI. Doanh nghiệp thứ ba là chứng khoán bản Việt. Tức là những doanh nghiệp nào có thị phần đầu tư của các tổ chức nước ngoài lớn thì họ sẽ được hưởng lợi mạnh. Đấy. Cái thứ ba là những cổ phiếu nằm trong rổ VN30 và VN50. Tại vì các tổ chức ví dụ FTSE này hoặc là MSCI này thì đa phần đều mua các nhóm ngành nghề trong rổ VN30 và rổ VN50. Nó nằm ở ngành ngân hàng, bất động sản, bán lẻ là ba ngành nghề có trọng số lớn nhất của các quỹ đầu tư. Song song đó thì họ cũng đang gom cổ phiếu trong lĩnh vực ngành chứng khoán. Tóm lại là cuộc chơi của các doanh nghiệp quy mô vốn lớn, ngành nghề cấu trúc vốn lớn, nó sẽ là cuộc chơi của quỹ. Nên là anh chị em có thể quan sát và xem xét về cái sự kiện này, mình nghĩ cũng sẽ rất là hay. Anh nhận xét dùng DIG, chu kỳ tài sản giá rẻ. Để mua đẹp thì nó qua rồi, mọi người chờ chút chút, chậm một tí. Kiểu như cổ phiếu mà tăng 15% thì anh chị em cũng phải chờ một tí. Chán quá. Khang Điền, Nam Long yếu xìu. Mình chả thấy ai chê Khang Điền, Nam Long mà mọi người lại chê. Khang Điền anh em bây giờ cầm cũng phải cầm bỏ túi 30% lợi nhuận rồi còn gì. Sao lại chê nhỉ? Mình thấy 30% lợi nhuận mà trong vòng 2-3 tháng là quá ngon. Bây giờ mọi người đi đầu tư 1-3 tháng mọi người lời được 30% không? Mà cứ đều như vậy đó. Cứ tăng chỉnh. Nhiều khi nó còn tăng cao hơn ra. Người ta cầm 6 tháng người ta mới lời được có. Người ta cầm 6 tháng người ta mới lời được có 46%. Mà đó là cổ phiếu tăng rất là ghê. Anh chị em cầm 3 tháng lời được 30% là cũng đâu có phải là đùa. Mới vào thị trường, nhảy ra nhảy vào thấy mệt, không hiệu quả. Từ khi nghe anh Dũng là kiên nhẫn và chờ đợi, kết quả đã bắt đầu khởi sắc. Cảm ơn chia sẻ của anh Dũng và cộng sự. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn những sự đóng góp, những tình cảm, những cái thân thương. Anh chị em mà quý mến mình thì cho mình một like, một chia sẻ. Nút hình trái tim đó anh chị. Cái nút like với nút hình trái tim. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh Dũng ra Hà Nội làm talk show. Em có thể mời anh và cả team một buổi nhậu hoặc cà phê được không? Đầu tiên cảm ơn tất cả các anh chị. Mình cũng nhận được rất là nhiều lời mời của tất cả các anh chị. Nhưng mà nói thiệt với mọi người là tụi mình ra làm chương trình, chứ không phải là tụi mình ra đi chơi. Nên là làm chương trình thì phải lo xong chương trình đã. Cái thứ hai nữa là lo xong chương trình thì tụi mình cũng đi cùng đội ngũ nữa anh chị. Nên là cái thời gian dư dả nó cũng không có nhiều. Nên là có một dịp nào đó thì hẹn mọi người một bữa ăn thân mật. Còn đoạn hiện tại thì tụi mình ra làm công việc. Nên là cũng phải ưu tiên cho công việc. Cảm ơn tất cả anh chị. Bây giờ alo anh Dũng có vé không nè? Không có đâu mọi người. Full vé rồi. Còn mọi người muốn hỏi sát thì có được 1-2 vé hay không thì anh chị liên hệ với 3 bạn trợ lý nha. Đó, anh chị em có thể liên hệ với 3 bạn trợ lý. Tại vì các bạn sẽ nắm số lượng vé. Nhưng mà các bạn báo với mình là cũng hết vé rồi. Vé VIP thì được 1-2 vé nữa thôi. Nên là anh chị em nào mà muốn sát thì mọi người hỏi các bạn trợ lý giúp mình nha. Em cầm được 50% thì có nên chốt lời không thầy? Bây giờ mình nói với mọi người chứ người ta cầm chứng khoán người ta lời được cả 200% kia kìa. Nhiều người cầm coi người ta lời được cả 300%. Anh chị em mới cầm có 50% chưa là vấn đề gì đâu. Thường lời nhất là nó nằm ở đoạn cuối. Việt Nam thu Indo 3 không? Thầy có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì hết. Đập đi xây lại. Thắng làm vua thua làm giặc. À quên, thua kèo này ta bày kèo khác. Nói chứ dạo này không coi đá bóng anh chị em. Nên là cũng không cập nhật được tình hình. Thích anh Dũng nhưng mà Masan tra tấn em ghê. Lại 22% không bán. Bây giờ còn có 12%. Thì Masan tra tấn em chứ có anh có tra tấn em đâu. Mà muốn lợi nhuận nhiều thì phải trải qua đắng cay. Cuộc sống mà. Tất cả mọi thứ nó đều công bằng. Chào thầy Dũng, hôm nọ bắt tay thầy trong đó. Giờ nghe lại ở Hà Nội được không thầy? Được luôn anh. Nhưng mà anh đăng ký chưa? Hết vé rồi. Anh chị mà muốn tham gia vào hệ thống cộng đồng của tụi mình, hệ thống khách hàng của tụi mình thì liên hệ với 3 bạn trợ lý nhé. Tụi mình thì thường xuyên đào tạo để chia sẻ những cái phương pháp đầu tư cho mọi người. Mọi người biết mà, cách đầu tư của Dũng thì anh chị em biết mà. Cổ phiếu nó không phải là tất cả đâu. Tụi mình chia sẻ với mọi người nhiều về phương pháp đầu tư hơn. Ví dụ như là sau cái talk show offline này thì tụi mình cũng sẽ làm online. Chắc là khoảng tầm 1 tháng nữa. Anh chị em nào mà tham gia vào cái talk show online của chiến lược đầu tư tăng trưởng thì mọi người liên hệ với 3 bạn trợ lý cũng được luôn. Kiểu như không đi trực tiếp được thì coi online cũng được. Nhưng mà phải tầm 1 tháng nữa mọi người nhé. Anh Dũng nhận định một chút về TCM. Này thì mình không biết cổ phiếu này. Đất xanh có quá rẻ không anh? Rẻ mà. Sợ nó chỉnh như tháng 9 không anh, em lời 40% xong về mo luôn. Tăng thì cũng sẽ có chỉnh thôi, nhưng mà nó không mạnh đến cái kiểu mà lời 40% nó về không đâu. Cái hồi tháng 9 năm 2023 thì cũng bay mất của mình hơn 15% lợi nhuận đấy. Nhưng mà sau đó thì nó vẫn lên. Nhìn chung là bay tiền ảo thôi, có bán đâu mà bay. Nhưng mà cũng mất một chút thời gian. Em xin nhận định về Gemadept, Novaland trong 3 tháng tới. Ví dụ như là Gemadept thì mọi người đầu tư theo tăng trưởng là hợp lý rồi. Doanh nghiệp này doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, tăng đều đều. Giá cổ phiếu cũng tăng đều đều, lên chỉnh, lên chỉnh, lên chỉnh. Như Novaland thì nó là sự đột biến. Bây giờ ví dụ giá cổ phiếu 17.000 một cổ, chu kỳ tài sản giá rẻ đúng không? Một cái nhịp tăng của cổ phiếu thì nó cũng không, mọi người có thể nói là tăng có khoảng vài giá thôi, nhưng mà nó cũng có khoảng, nó cũng sẽ là 30 đến 50% lợi nhuận đấy. Nếu mà nó bước vào chu kỳ tăng á, thì nó sẽ tạo ra cấu trúc đột biến hơn. Đấy, từ đó anh chị sắp xếp vốn cấu trúc cho hợp lý. Nhưng mình nếu mà có Gemadept và Novaland thì mình sẽ chia ra làm khoảng tầm 5 năm. 50% cái này, 50% cái kia. Ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sóng wifi ở đó yếu đó anh Dũng ạ. Cũng không phải vấn đề đâu mọi người ơi. Tụi mình là thuê tất cả các công cụ, ekip để mà trình bày hết rồi. Nó chả liên quan gì đến sóng đâu anh chị. Tất cả những cái vấn đề mà tụi mình làm việc thì tụi mình đều thuê những đơn vị tổ chức sự kiện tốt. Nên là họ sẽ lo những cái thứ đó cho tụi mình. Lo về giấy tờ một tí thôi. Nhìn chung ra ngoài Hà Nội thì tụi mình cũng phải theo những cái luật ở ngoài mình nó sát hơn một chút. Còn ở trong Nam tụi mình thì nó thoải mái hơn. Nhưng mà cũng không sao. Mình chỉ xin một vấn đề thôi là, thứ nhất là mình biết là anh em ngoài Hà Nội thì chúng ta nghiên cứu rất là kỹ. Đầu tư là bài bản. Nghiên cứu đọc sách rất là kỹ. Phân tích rất là chi tiết. Thứ nhất là mong anh chị em chém nhẹ tay tí. Giao lưu trả lời câu hỏi chém nhẹ tay tí. Nói chuyện vui vẻ trên tinh thần xây dựng mọi người nha. Like cho anh Dũng mỏi tay luôn mà anh Dũng chẳng phím cho 3 chữ cái nào, buồn quá. Nhưng mà không phím 3 chữ cái, nhưng mà phím mà trao đổi được tư duy và chiến lược thì có mang lại hiệu quả không? Bây giờ có 2 câu hỏi này. Một, nghe mà không có cổ phiếu thì nghe làm gì? Cái thứ hai, tại sao nhiều người vẫn đang nghe? Tại sao làm talk show thì vẫn full vé? Chém thôi, tức là anh chị em quý, anh chị em đi thôi. Nhưng mà mình có thể là mình không nói trực tiếp với mọi người về cổ phiếu, nhưng mà thông qua những cái câu chuyện mình kể cho anh chị em để cho mọi người hiểu về đầu tư á, thì mọi người thực ra mọi người cũng đã có câu trả lời rồi mà. Đúng không? Bây giờ ví dụ như là bất động sản thì nó có 4-5 cổ, thì tùy mọi người chọn thôi. Thì có nhiều người ta chọn Novaland, có nhiều người ta chọn DIG, có nhiều người ta chọn Hodeco. Thì vấn đề nó cũng không phải là cổ phiếu đó nữa, vấn đề nó nằm ở tại sao lại là cổ phiếu, tại sao lại là cái đó. Và nếu mà cầm cái đó thì cần chú ý đến cái gì. Nó hay hơn là cái việc mọi người mua cổ phiếu giá này đi, rồi mọi người cầm cổ phiếu cho mình. Talk show Hà Nội đi vào từ cổng mấy vậy anh? Em thấy nhiều cổng lắm. Xin phép mọi người để mình họp lại với ban tổ chức rồi mình trả lời mọi người nhé. Để mình lưu nốt lại cái này cho anh chị. Rồi tụi mình sẽ gửi qua email cho mọi người nha. Ước được anh Dũng trả lời câu hỏi mới đầu tư thì nên đọc sách nào? Mới đầu tư hả? Mới đầu tư thì anh chị em đọc những cái cuốn sách về giá trị của một doanh nghiệp ấy. Ví dụ anh chị là Nhà Đầu Tư Thông Minh này, hoặc ví dụ anh chị là những cuốn sách của Peter Lynch ấy, Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường này. Đó. Những cái cuốn sách khá là nhẹ nhàng về tư duy đầu tư, cách nhìn về đầu tư. Mình nghĩ những cuốn sách đó khá là hay. Ngành năng lượng cũng còn rẻ mà anh. Không có đâu, năng lượng không rẻ, dầu khí không rẻ, điện không rẻ. Rẻ chắc mỗi còn GEG. Mua có dám cầm không thôi, giữ cũng hơi lâu. PC1 không rẻ, RI không rẻ, dầu khí không rẻ. VND tiềm năng trong thời gian tới không anh Dũng? Xử lý được vấn đề này thì mình có cái gì đâu mà không tiềm năng anh chị. Trời, quy mô doanh nghiệp này thuộc dạng là nở quy mô ra nhanh nhất trong tầm 5 năm trở lại đây. Còn tại vì nó nở nhanh quá cho nên là bị over thôi. Anh Dũng đã qua cái thời mua con gì bán con gì rồi. Thực ra là cũng không phải đâu anh chị, mà do thời thế thôi. Tại vì cứ mà đúng 10 cổ thì không ai cảm ơn, mà sai một cổ thì lơ ra chỉ chiết thì ai mà dám nói. Tầm bác Dũng đáng nể, tư vấn và định hướng chuẩn xác với thị trường Việt Nam nhất. Mọi người nghe không? Mọi người nghe thấy không? Anh chị em nghe người ta khen mình chưa? Anh chị em nghe người ta khen mình chưa? Mọi người học hỏi đi. Chứ mọi người cứ chửi mình là mình. Người ta khen mình nở lỗ mũi như vậy cơ mà. Thứ nhất cảm ơn anh. Cái thứ hai là anh tăng bốc mình hơi quá. Thứ nhất là phù hợp với định hướng thì mình cũng xin phép nhận, chứ còn nhất Việt Nam thì xin phép không. Quá nhiều người giỏi. STB sao anh? Nhìn giá cổ phiếu là biết mùa này không tăng vốn rồi. Nói chứ nếu mà cầm thì mình cứ cầm thôi mọi người. Chu kỳ thị trường lên thì thay phiên nhau nó sẽ lên thôi. Nó hơi chậm, nó hơi một chút. Nhìn chung là cũng sẽ hơi chặn lòng đôi tí. Anh Dũng đánh giá dùm em cổ phiếu chứng khoán IB. Thì cổ phiếu bây giờ mà có thông tin tăng vốn thì cổ phiếu vẫn lên mà. Còn tăng vốn là còn lên, hết tăng vốn là hết lên. Bữa sau làm cái video về chu kỳ tăng vốn. Bữa đó thực ra cũng làm rất nhiều lần rồi nhưng mà làm lại chu kỳ tăng vốn. Nó chỉnh 200 điểm như năm ngoái thì ngồi mỏm hết. Vấn đề là nó không chỉnh đấy chứ. Bây giờ vấn đề là cứ nhìn vào quá khứ là chỉnh 200 điểm nhưng mà vấn đề là giờ nó không chỉnh. Quan trọng là nó không chỉnh đấy chứ. Anh Dũng tuyệt vời quá, tuyệt vời thì đăng ký học nha mọi người. Đó, chứ tháng này mình mở 2 lớp trong cùng một tuần. Lớp bài bản thì 4 buổi, lớp thiết kế danh mục thì 1 buổi và 2 lớp gộp chung. Lớp thiết kế danh mục chúng ta học vào tối chủ nhật. Tối chủ nhật cũng là cái buổi cuối cùng của lớp cơ bản. Nên là anh chị em có quan tâm thì liên hệ trực tiếp với mình hoặc là các bạn trợ lý. Tuần thứ 3 của tháng 4. ACB, MBB vượt đỉnh, Techcombank cũng vậy. Anh Dũng nhận định thế nào? Nó khác. Techcombank tăng một mặt như vậy là tăng hơi láo đấy. Anh chị em cũng biết là Techcombank tăng từ 30 lên và đỉnh của cổ phiếu là 60. Và mọi người cứ nghĩ đi, cổ phiếu từ 30 mà vượt đỉnh là vượt 60, giá cổ phiếu tăng 100% với lĩnh vực ngành ngân hàng. Tăng như vậy là hơi láo đấy. TCH có được hưởng lợi từ Vin đầu tư vào Hải Phòng, chính sách nhà ở vừa túi tiền nữa không anh? Chính sách nhà ở vừa túi tiền là TCH được hưởng lợi. Còn cái chu kỳ này là chu kỳ book lợi nhuận. Năm 2024 là một cái năm mà TCH sẽ có một cái mức lợi nhuận tốt nhất. Nhìn chung là hoa đăng nữa. Mọi người ngắm cho nó kỹ. Ngắm cho nó lâu, cho nó kỹ. Thứ bảy này còn đăng ký talk show của anh Dũng được không? Mọi người liên hệ với ba bạn trợ lý giúp mình. Xác suất cao là không. Bạn có đánh giá như thế nào về ngành dầu không? PVS, PVChan và PVD. Cái thứ nhất là PVT nha, PVChan. Bây giờ mình nói thì anh chị em là ngày xưa công ăn việc làm của ngành dầu khí nó không có, nhưng mà doanh thu của PVChan mỗi năm tăng 10-15%. Còn đoạn này thì công việc việc làm của ngành dầu khí là nó cao, thì doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp này nó sẽ tốt hơn. Còn hai doanh nghiệp kia thì mình nói rất nhiều rồi. Chu kỳ này là chu kỳ của tụi nó rồi. Lớp các bạn mình học được những kiến thức gì? Liên hệ với các bạn trợ lý giúp mình ha. Các bạn sẽ tư vấn cho mọi người về lớp. Còn không thì liên hệ trực tiếp với mình này, có mã QR code đó. Anh chị quét QR code qua Zalo giúp mình. Danh mục ORS TLH đất xanh anh xem ổn không? Thứ nhất là cái cấu trúc danh mục này nó có tính đầu cơ cao. Ví dụ như là ngành chứng khoán ORS nó là doanh nghiệp cấp dưới, thép tiến lên nó cũng là doanh nghiệp cấp dưới, bán các sản phẩm liên quan đến thép dành cho xây dựng cầu. Đất xanh thực ra nó cũng không phải là doanh nghiệp cấp dưới, nhưng mà cấu trúc tài chính của đất xanh nó khá lủng củng, định giá rẻ. Nhìn chung là danh mục của bạn mà khi mà thị trường lên là bạn lời lắm, nhưng mà khi mà thị trường xuống là danh mục bạn là một trong những danh mục giảm đầu tiên, giảm mạnh nhất. Nên là chiến lược đầu tư ORS TLH đất xanh là đầu tư theo chu kỳ, nắm giữ từ 3 đến 6 tháng là đẹp nhất. Không nên yêu cổ phiếu. Ví dụ TLH là đừng có yêu. Doanh nghiệp này bán gì? Bán thép, thị phần thép, tập trung chủ yếu là thép xây dựng xây cầu, năng lực và lợi thế cạnh tranh ít, thì đừng có yêu. Yêu đoạn tốt nhất của nó thôi. ORS thì mọi người biết rồi, không nằm trong top 10. Đất xanh thì tài chính nó hơi lủng củng tí. Nhìn chung là trong một xuống lên thì cổ phiếu nó, những cái cổ phiếu này tăng nhiều, anh chị em cầm nắm giữ. Khi mà nó phá vỡ các cấu trúc tăng giá của cổ phiếu thì mọi người sút thôi, đừng có yêu nha. Yêu doanh nghiệp to tí. Bây giờ ví dụ Hòa Phát yêu được không? Yêu được này. Đấy. Đạm Cà Mau yêu được không? Không. Đất xanh yêu được không? Không. Đất xanh là nó nói là rẻ thì rẻ thế thôi, chứ còn đừng có yêu. Ví dụ cổ phiếu tăng 40-50% yêu gì nữa anh chị em, đúng không? Bây giờ bảo Techcombank có yêu không? Không. Cổ phiếu tăng 50% rồi mới yêu gì nữa. Hiện tại nên chờ Nam Long chỉnh hay là mua bất động sản rẻ hơn như Novaland hả? Nếu có điểm của mình thì mình sẽ mua Novaland. Nam Long, Khang Điền thì phù hợp cho những nhà đầu tư nào có thì cầm thôi anh chị em. Thứ nhất là quán tính tăng giá của cổ phiếu nó sẽ chậm. Cái thứ hai là giá nó đã phản ánh những cái nội tại của doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là bước giá của cổ phiếu tăng lên nó sẽ gặp cản. Bây giờ ví dụ giá cổ phiếu 45, gặp cản cứng là 50, cản thứ hai là 60. Thì anh chị em nghĩ đi, bây giờ cái mức giá từ 50 đến 60 nó quá căng thẳng. Trong khi bây giờ ví dụ cản của Novaland giá bao nhiêu? Giá 30. Giá bây giờ giá bao nhiêu anh chị? 18. Con đường còn dài thân thang, mọi người không chọn. Nam Long, Khang Điền tăng 50% yêu được không Dũng? Không. Có thì cầm thôi anh chị. Nè, như thế Di Động này tăng 20% yêu được không? Thì yêu được này. Đấy. Còn như ông Nam Long, Khang Điền tăng 50% rồi yêu được không thì không. Cầm thôi. DIG về đỉnh cũ được không anh Dũng ơi? Cái này mọi người hỏi một vài chuyên gia bất động sản. Mình bây giờ giá cổ phiếu 30, đỉnh cũ giá 80, 30 nhân 3 90, cổ phiếu tăng gấp 3 lần nữa mới về đỉnh cũ. Mọi người hỏi mình quá khó, mọi người hỏi thế kiểu như chả khác nào bảo thổi cổ phiếu. Lãi suất hiện tại còn thấp hơn thời Covid, DG vượt đỉnh được không anh Dũng ơi? Nó khác lắm, bối cảnh nó khác lắm anh chị em, đâu có đùa. Anh chị em toàn nhìn bánh vẽ không? 2022 chưa sợ bánh vẽ hả? Mà bây giờ đã sợ bánh mà vẫn còn bánh vẽ. Bất động sản giá rẻ thì rẻ thôi, chứ tăng 3 lần làm gì có. Bây giờ bảo Novaland đúng không? Bây giờ Novaland giá 17, giá 30 là thấy ngon rồi. Đất xanh giá 20 lên 30 là thấy ngon rồi. DG giá 30 lên 50 là thấy ngon rồi. Anh chị em mơ cao quá. DG yêu được không anh? Yêu được nè, giá này yêu được. Novaland giá này yêu được không? Yêu được. À, DG đỉnh 102, mình nhầm. Ghét thì sao anh? Nhìn cái chạc đẹp ơi là đẹp. Còn cổ phiếu thì mình không phân tích nha. Nhìn cái chạc thì đẹp ơi là đẹp. Đi ngang, tích lũy, bùng nổ, thanh khoản vào. đúng chuẩn dân phân tích kỹ thuật, điểm mua. Nói chứ ai có chúc mừng thôi. PC1 có mua mới được không anh Dũng ơi? Gom được. Chậm, hơi lâu, tích lũy hơi chậm, chờ chu kỳ sau, kiểu vậy. Dạ rồi, thôi cảm ơn tất cả các anh chị ha. Mọi người nào mà đăng ký talk show vào thứ Bảy á, thì xin phép anh chị em là chú ý một chút về khung thời gian. Chương trình bắt đầu lúc 7:30 sáng và kết thúc vào khoảng tầm 11:30 trưa. Địa điểm là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Anh chị em nào có vé mời thì mang vé giúp mình. Rất cảm ơn mọi người và hy vọng sẽ mang lại được nhiều kiến thức giá trị cho anh chị em trong cái buổi talk show đó. Cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi từ nãy giờ đến giờ. Thì có những cái gì đó mà chưa đạt được như những gì mọi người kỳ vọng thì mong mọi người bỏ qua. Cổ phiếu anh chị mua theo mình mà chưa tăng thì mong mọi người bỏ qua, kiên nhẫn hơn một tí. Cổ phiếu nào anh chị nghe mình mà đang tăng thì cho mình một like, một chia sẻ để lan tỏa kiến thức trong cộng đồng. Chúc anh chị ngủ ngon. Chúc mọi người một tuần làm việc thật là hiệu quả. Cũng là tuần cuối của tháng 3 rồi anh chị em. Mọi thứ trơn tru, thoải mái, vui vẻ, kể cả trong công việc, gia đình và trong đầu tư. Cảm ơn tất cả mọi người. Chắc là xin phép mọi người là thứ Sáu này thì mình sẽ up và mình sẽ gặp lại mọi người vào khoảng tầm thứ Hai tuần sau. Chúc anh chị mọi thứ tốt đẹp. Mình cũng xin phép và kết thúc ở đây ạ. Cảm ơn tất cả mọi người.